Xin chào quý thính giả đang nghe chuyện 2198, hôm nay chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả bộ truyện Đệ tử của ta tất cả đều là đại đế chi tư, tác giả Việt Nhượng Ngã Thông Tiêu, kính mong quý thính giả bớt chút thời gian để like, chia sẻ, comment và nhớ subscribe để theo dõi thêm nhiều chuyện của kênh nữa nhé. Xin các huynh đệ tỷ muội một đăng ký nhé, nếu ai ủng hộ kênh để kênh phát triển tốt hơn thì có quy giờ, Momo, số tài khoản đó nhé. Xin cảm ơn. Chương 81, Đại tranh chi thế. Ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Ninh Trần Tâm nhìn trước mắt cái này người khoác cả sa hòa thượng, cũng không nghĩ quá nhiều, lắc đầu cự tuyệt nói, thật có lỗi, ta đã có sư môn. Lão hòa thượng nghe, cũng không có sinh khí, hai mắt nhắm nghiền, treo hiền lành tiếu dung, tiếp tục khuyên nhủ, thí chủ, ngươi Phật duyên rất sâu, cùng lão nạp về thanh tâm tự, mới có thể lấy Phật đạo cứu vớt thiên hạ thương sinh. Nghe vậy, Ninh Trần Tâm lại lắc đầu. Lão hòa thượng cười nói, thí chủ vì sao lắc đầu? Ninh Trần Tâm hồi đáp, đại đạo con đường, trăm sông đổ về một biển. Phật đạo cũng là đạo, vì sao muốn đi thanh tâm tự, mới có thể cứu vớt thiên hạ thương sinh. Lão hòa thượng lại nói, thanh tâm tự một mực lấy truyền bá Phật giáo tư tưởng làm nhiệm vụ của mình. Mà Phật giáo tư tưởng, càng là thích hợp bây giờ loạn thế. Bây giờ, đại tranh chi thế muốn đến, muốn cứu vớt thương sinh tại Thủy Hòa, chỉ sợ chỉ có chúng ta Phật môn có thể làm được. Đại tranh chi thế? Ninh Trần Tâm nghi ngờ nói, như thế nào đại tranh chi thế? Lão hòa thượng không trả lời thẳng. Mà là cười nói, Phật nói, không thể nói. Ninh Trần Tâm lắc đầu. Đối với hắn mà nói, mỗi người đều hữu tâm bên trong riêng phần mình đường. Chính như hòa thượng này, thờ phụng Phật môn đại đạo, cũng không có gì sai. Lập tức, đối lão hòa thượng có chút cúi đầu, liền muốn rời đi, tiến về chỗ tiếp theo địa phương, tiếp tục truyền đạo. Lão hòa thượng thấy thế, cũng không tiếp tục độ giữ lại, lắc đầu, thở dài, đáng tiếc, vốn là thích hợp nhất kế thừa Phật tử chi vị người, bất quá ý nghĩ khác biệt. Cũng chỉ có thể từ bỏ. Nói xong, liền biến mất ở nguyên địa, phảng phất chưa từng xuất hiện. Giờ phút này, thảo đường ở trong. Tần Thiên Nam đi tới nơi đây. Nhìn xem tứ chi bất lực rủ xuống sâu, cả người ổ hãm tại trên ghế trúc lục trường sinh, không khỏi bất đắc dĩ nói. Người mỗi ngày dạng này chẳng lẽ không cảm thấy được quá lãng phí sao? Lục trường sinh mắt trợn trắng lên, hữu khí vô lực nói, ta cảm thấy cho bọn hắn đi giảng bài càng thêm lãng phí. Tần Thiên Nam. Được rồi. Ngồi xuống, kể cho ngươi cái sự tình. Lục Trường Sinh không có nhúc nhích, như là cá ướp muối, từ từ nhắm hai mắt nói, cứ như vậy giảng chứ sao. Thấy thế, Tần Thiên Nam bắt hắn cũng không có gì biện pháp, đành phải chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, Diệp Thu Bạch tại Tổng viện bên kia xảy ra chút sự tình. Xảy ra chuyện, Lục Trường Sinh có chút tinh thần tỉnh táo, hỏi ngược lại, tiểu tử kia lại trêu chọc người nào. Tần Thiên Nam sắc mặt có chút tức giận, đem sự tình từ đầu đến cuối nói một lần. Cuối cùng, cũng là Vân Tiền bối xuất thủ cứu giúp, này mới khiến Diệp Thu Bạch tiểu tử kia không có ăn thiệt thòi. Nghe xong, Lục Trường Sinh lại tê liệt xuống dưới, nói, đây không phải là không có việc gì nha. Tần Thiên Nam đi ra phía trước, cầm bốc lên Lục Trường Sinh lỗ tai, cả giận nói, ngươi cái tên này, Vân Tiền bối cứu được Diệp Thu Bạch, ngươi làm Diệp Thu Bạch sư tôn, không phải đến cảm tạ một phen. Ai ai ai? Lục Trường Sinh vội vàng đứng dậy, im lặng nói. Đi đi đi, đợi chút nữa liền đi được thôi, chờ ta lại nghỉ ngơi một hồi. Hiện tại liền đi. Lục Trường Sinh nhìn xem Tần Thiên Nam bộ kia nổi giận dáng vẻ, đành phải gật đầu nói, đi, đi được đi, ta hiện tại liền đi. Nói xong, liền biến mất ở nguyên địa. Tần Thiên Nam nhìn xem bắc vực phương hướng, một trận lắc đầu, nói, tiểu tử này. Nhưng lời còn chưa nói hết, Lục Trường Sinh lại xuất hiện ở Tần Thiên Nam trước mắt, vò đầu nói, cái kia. Tần Thúc, bắc vực tàng đạo thư viện ở đâu? Tần Thiên Nam. Đợi cho Tần Thiên Nam vì Lục Trường Sinh chỉ rõ phương hướng về sau. Lục Trường Sinh lúc này mới rời đi. Tần Thiên Nam bất đắc dĩ nói, tiểu tử này thế nào thấy cứ như vậy không đáng tin cậy đâu. Một bên khác, Lạc Nhật Vương Triều. Bây giờ, đổi Hoàng Cung Đại Điện bên trong. Hoàng Thiên Minh, cùng quốc chủ Hoàng Nhất Thống đều ở đây chỗ. Tin tức là thật. Hoàng Thiên Minh sắc mặt âm trầm, gật đầu nói, là thật, Hoàng Trinh Chiến chết tại Diệp Thu Bạch trong tay. Nghe vậy, Hoàng Nhất Thống đồng dạng gật đầu, nhìn về phía Hoàng Thiên Minh, trong mắt có bất mãn. Lấy khí hải cảnh thực lực, chém giết Trinh Chiến, đồng dạng cũng đánh chết thân là bốn vực võ bảng cường giả Điền Bính. Có thể nói, kia Diệp Thu Bạch đã mới lộ đường kiếm. Nghe Hoàng Nhất Thống kia không mang theo tình cảm lời nói, Hoàng Thiên Minh trong lòng không khỏi run lên. Hắn biết, giờ phút này Phụ Hoàng đã tức giận. Hoàng Thiên Minh lập tức quỳ xuống, ôm quyền nói, Phụ Hoàng, lại cho ta một chút thời gian. Ta nhất định đem kia Diệp Thu Bạch chém xuống. Thời gian, Hoàng Nhất Thống xoay người, nhìn về phía quỳ trên mặt đất Hoàng Thiên Minh, lạnh lùng nói, ta đã cho ngươi rất nhiều thời gian, thế nhưng là, ngươi quá làm cho trẫm thất vọng, bây giờ Diệp Thu Bạch đã thành đại thế.
sau lưng không chỉ đứng đấy Nam Vực Tàng Đạo Thư Viện, càng là đạt được Kiếm Tông Vân Cảnh ủng hộ, mà lại, chỉ sợ bây giờ Tàng Đạo Thư Viện Tổng Viện cũng đang ủng hộ hắn. Nghe vậy, Hoàng Thiên Minh kinh hãi, Tổng Viện, cái này sao có thể? Hoàng Nhất Thống trong mắt mang theo vẻ thất vọng, nói, ngươi ngay cả điểm này đều nhìn không ra a. Đã Diệp Thu Bạch có thể tại chấp pháp đường đường chủ Chu Thế Trung trước mặt, đem Hoàng Trinh Chiến chém giết, đây cũng là đại biểu cho, Tổng Viện phía trên càng thiên hướng về Diệp Thu Bạch. Cũng có thể nói, đám người kia đã công nhận Diệp Thu Bạch thiên phú. Nghe được nơi này, Hoàng Thiên Minh sắc mặt hơi trắng bệch. Nếu như nói, đúng như Hoàng Nhất Thống nói như vậy. Vậy mình giết chết Diệp Thu Bạch khả năng đem vô hạn hướng tới số 0. Không chỉ có Kiếm Tông Vân Cảnh ủng hộ, hơn nữa còn đạt được Tổng Viện thiên vị. Phải biết, Tàng Đạo Thư Viện Tổng Viện thực lực, thế nhưng là hơn xa tại Lạc Nhật Vương Triều A. Liền xem như Hoàng Nhất Thống, cũng không dám vọng thêm đắc tội. Vậy phải làm thế nào? Hoàng Thiên Minh đã cảm thấy thúc thủ vô sách. Hoàng Nhất Thống nhìn về phía Hoàng Thiên Minh, thầm thở dài một tiếng, nói, bây giờ, cầu hòa là không thể nào, ngươi chớ để ý, từ chậm tới đi. Nghe được nơi này, Hoàng Thiên Minh cũng không có cảm thấy may mắn, ngược lại sắc mặt càng thêm trắng bệch. Hắn biết, Phụ Hoàng đã bỏ đi hắn. Lần này lần thất bại, đã để hắn tại Hoàng Nhất Thống trong lòng, đã mất đi địa vị. Chính mình cái này đời tiếp theo quốc chủ thân phận người thừa kế, bây giờ chỉ sợ là treo. Cùng lúc đó, trong sân, Khương Thiền nghe được tin tức này, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nhớ tới mình bây giờ cùng Diệp Thu Bạch quan hệ, lại mặt lộ vẻ vẻ u sầu. Một bên khác, Hồng Anh tại một chỗ trong núi lớn. Chỗ sâu, nơi này trải rộng núi linh khí, chính là Đại Sơn Hạch Tâm chỗ. Dù sao ngọn núi lớn này, chính là thượng cổ núi Thánh Sở Hóa. Hồng Anh nhìn trước mắt suy yếu vô cùng một đạo linh hồn. Linh hồn chợt thực chợt hư. Bệ hạ, đại tranh chi thế sẽ mở ra, làm ơn tất ở trước đó, gom góp tất cả bộ hạ cũ, một lần nữa thành lập Vân Hoàng Đế Quốc. Dạng này, mới có thể tái chiến thiên lộ. Nghe vậy, Hồng Anh gật đầu. Thiên đạo sụp đổ, muốn rời khỏi mảnh thế giới này, đi hướng cao hơn vĩ địa phương, cũng chỉ có thể thông qua thiên lộ. Mà chấn giữ thiên lộ người, cường hoành vô cùng. Vân Hoàng Đế Quốc, chính là tại chinh chiến thiên lộ thời điểm, hủy diệt. Bây giờ đại tranh chi thế lại mở. Hồng Anh nhất định phải nắm chặt cơ hội này. Chương 82, ngươi chính là muốn càng nhiều. Bắc Vực Tàng Đạo Thư Viện. Mặc dù xếp hạng bây giờ đến thứ 2, nhưng là nội tình còn tại. Thực lực tổng hợp vẫn là phải mạnh hơn Nam Vực Tàng Đạo Thư Viện. Đỉnh tiêm chiến lực cũng là nhiều hơn Nam Vực. Dù sao có vân cảnh dạng này kiếm tông. Bốn vực võ bảng xếp hạng thứ 7 tồn tại. Mà bây giờ, Bắc Vực Tàng Đạo Thư Viện phía sau núi. Nơi đây là thư viện cấm địa, không phải viện trưởng cùng thái thượng trưởng lão đồng ý không được đi vào. Nơi này cũng là vân cảnh tu luyện chàng chỗ. Một chỗ thác nước chỗ, vân cảnh tại thác nước bên cạnh, khoanh chân ngồi. Trọn vẹn qua hai nén nhang thời gian, một cỗ kiếm ý từ vân cảnh thể nội bộc phát ra. Vân cảnh cũng tại thời khắc này đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt, đúng là có từng sợi kiếm quang bắn ra. Lập tức, phía trước một đạo cự thạch liền bị đạo kiếm quang này đánh trúng. Một nháy mắt, chia năm xẻ bảy. Giờ khắc này, tại vân cảnh trước mắt, một cái tuổi trẻ nam tử xuất hiện. Vân cảnh giật mình, lập tức chọn kiếm mà lên, chỉ hướng nam tử, một kiếm chém ra. Nam tử cũng không nghĩ tới đối phương sẽ trực tiếp xuất thủ công kích, một chỉ bắn ra, một đạo chỉ kình hóa kiếm, rơi vào vân cảnh trên vai. Mà một kích này rơi vào vân cảnh trên vai, để hắn cầm kiếm tay trong nháy mắt chấn động, kiếm trực tiếp rời khỏi tay. Cái này khiến vân cảnh trong lòng giật mình. Lấy thực lực của hắn bây giờ, không có bao nhiêu người có thể làm được điểm này. Mà lại đối phương chỉ là một cái trong nháy mắt, liền để hắn cảm giác được không cách nào chống cự. Cái này nếu là toàn lực xuất thủ, vậy hắn sẽ còn là đối thủ à? Vân cảnh trong lòng không khỏi nghĩ như vậy. Liền hỏi, các hạ là người nào? Tới đây có chuyện gì? Nam tử thở ra một hơi, nói, ta chính là đến nói lời cảm tạ. Nói lời cảm tạ. Vân cảnh đem kiếm thu hồi, sắc mặt nghi hoặc. Nói, ta không nhớ rõ cùng các hạ từng có cái gì giao tình a. Diệp Thu Bạch là đồ đệ của ta. Người tới chính là bị Tần Thiên Nam bức tới Lục Trường Sinh. Lục Trường Sinh nghĩ tới đây, cũng có chút khó chịu, bất đắc dĩ nói, Diệp Thu Bạch tiểu tử kia nhờ có ngươi chiếu cố. Nghe vậy, Vân Cảnh lúc này mới chợt hiểu, bất quá trong lòng cũng là cả kinh. Diệp Thu Bạch sư tôn, hắn đã sớm muốn gặp. Có thể dạy dỗ thiên phú tâm tính xuất chúng như thế đệ tử, vậy khẳng định không tầm thường. Vân Cảnh lập tức ôm quyền nói, tiền bối nói quá lời, Diệp Thu Bạch không chỉ là đồ đệ của ta ân nhân, trợ giúp lĩnh ngộ kiếm ý. Thiên phú phẩm hạnh càng là cực giai, cho nên ta mới có thể nghĩ đến giúp hắn. Lục Trường Sinh, tiền bối, chính mình coi trọng đi có như thế lão yêu. Ngược lại là cái này Vân Cảnh, một bộ lão đầu bộ dáng, sợ là so với hắn lớn hơn nhiều đi.
Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh bất đắc dĩ nói, đạo cái tạ vẫn là có cần phải, ân. Ngươi có cái gì muốn? Hoặc là có gì cần ta làm? Vân Cảnh nghe vậy, lập tức khoát tay nói, không cần không cần, trợ giúp Diệp Thu Bạch, đơn thuần là ta giúp đỡ, tiền bối ngươi cũng biết, kiếm tu làm việc, đều là vì bản tâm. Nghe đến đó, Lục Trường Sinh lại không vui. Hắn không muốn ghi nợ ân tình. Có tình, liền phải lập tức trả hết, không phải về sau kết xuống nhân quả, đây chẳng phải là càng thêm phiền phức. Đối với Lục Trường Sinh tới nói, chỉ cần có chút uy hiếp được hắn cá ướp muối. Dưỡng lão sinh hoạt sự tình, đều muốn kiên quyết ngăn chặn. Tỷ như không nợ ân tình. Lục Trường Sinh nghiêm túc nghiêm mặt nói, không được, nhất định phải nói lời cảm tạ, không phải lòng ta khó yên. Nếu không, ta cho ngươi một chút đan dược. Nói xong, Lục Trường Sinh liền ném ra một cái ngọc tịnh bình, cho Vân Cảnh. Trong đó có 5 viên, mỗi một mai, đều tản ra từng đạo vô cùng cổ pháp khí tức, cực kỳ dọa người. Vân Cảnh xem xét, không khỏi giật nảy mình. Những đan dược này, là hắn chưa từng thấy qua, đồng thời, tại hắn chỗ nhận biết đan dược bên trong, không có một viên khí tức có thể so với được Lục Trường Sinh cho những này. Lục Trường Sinh nói, những đan dược này có thể trong nháy mắt khôi phục thể nội linh khí, những này hữu dụng a. Một nháy mắt hồi phục linh khí. Vân Cảnh nghe vậy sững sờ. Cái này đâu chỉ hữu dụng a, đơn giản quá hữu dụng a. Có thể nói, cái này tại thời khắc sinh tử thời điểm, có thể cứu mình một mạng. Vân Cảnh lập tức khoát tay nói, cái này quá quý giá. Ta không thể nhận. Lục Trường Sinh sắc mặt chỉ trệ. Không đủ đúng không? Vậy ta cho ngươi thêm khắc một cái trận pháp. Nói xong, lật bàn tay một cái, từng đạo trận kỳ xuất hiện ở thác nước chung quanh. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo trận pháp hình thành. Lập tức, tại Bắc Vực, linh khí tựa hồ trong nháy mắt mỏng manh mấy phần. Mà trong trận pháp, linh khí tựa như trở nên sền sệt. Vân Cảnh chỉ là hít một hơi, liền cảm giác tốc độ tu luyện của mình tăng lên mấy lần. Cảm nhận được cái này biến hóa này, Vân Cảnh không khỏi sắc mặt một trận sợ hãi. Đây là trận pháp. Trận pháp gì có thể có loại này kinh khủng hiệu quả. Chỉ sợ cũng ngay cả bọn hắn Bắc Vực Tàng Đạo Thư Viện hộ viện đại trận, cũng vô pháp bằng được đi. Chỉ có Lục Trường Sinh biết. Đạo này trận pháp kỳ thật chính là thảo đường cái kia đạo tụ linh trận, phiên bản đơn giản hóa. Tiền bối, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Cái gì ngươi không muốn? Ngươi chính là muốn càng nhiều. Lục Trường Sinh cấp nhãn, nói, những này còn chưa đủ. Vân Cảnh sững sờ nói, không phải không đủ, mà là thật không cần thiết a tiền bối. Nói không tâm động là giả. Đối mặt cái này nghịch thiên đan dược và trận pháp, có thể bảo trì lại tỉnh táo, Vân Cảnh đã rất tốt. Bất quá nhìn xem Lục Trường Sinh, bộ kia ngươi không tiếp thụ liền thể không bỏ qua bộ dáng, Vân Cảnh đành phải thở dài nói, dạng này đem, tiền bối, ta hiện tại có một chút liên quan tới kiếm đạo sự tình chưa hiểu thấu đáo, ngươi vì ta giảng giải một chút là được rồi. Vân Cảnh sợ nếu như không đáp ứng, Lục Trường Sinh sẽ còn xuất ra cái gì kinh thế hãi tục đồ vật ra. Nghe vậy, Lục Trường Sinh sững sờ, nếu không, ngươi vẫn là cầm những này đi, kiếm đạo, hắn hiểu cái đấm bóp a. Được a, vậy ngươi hỏi đi. Vân Cảnh thấy thế vui mừng, nói ra, tiền bối, ta trước biểu thị biến đổi cho ngươi xem. Nói xong, không đợi Lục Trường Sinh nói chuyện, Vân Cảnh liền lấy ra kiếm, bắt đầu biểu thị công pháp hắn tu luyện. Thức thứ nhất, chính là lấy thân là kiếm. Thức thứ hai, lấy mắt làm kiếm, cũng chính là kiếm mắt. Mà thức thứ ba, lấy tâm làm kiếm. Vân Cảnh lại chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ. Cái này cũng dẫn đến công pháp của hắn một mực trì trệ không tiến. Vân Cảnh biểu thị xong, nhìn về phía Lục Trường Sinh, trong mắt mang theo vẻ chờ mong, nói, tiền bối, nhưng có giải quyết chi pháp. Lục Trường Sinh, giải quyết, ta thế nào biết, bất quá lấy tâm làm kiếm. Đây không phải cùng lúc trước lấy mắt làm kiếm phát sinh xung đột. Dụng tâm nhìn thấy tràng cảnh, cùng dùng mắt thấy đến khẳng định là không giống. Lục Trường Sinh nghĩ nghĩ, thử nghiệm nói, ngươi có muốn hay không thử một chút từ bỏ lấy mắt làm kiếm. Từ bỏ lấy mắt làm kiếm. Vân Cảnh nghe vậy sững sờ. Lập tức, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt nghiêm nghị, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thời gian một ngày trôi qua về sau. Vân Cảnh trên thân khí tức bốc lên. Con mắt không có mở ra, nhưng là kia từng đạo kiếm ý lại không ngừng tùy ý tại bên trong vùng không gian này. Sắc bén vô cùng, phảng phất có thể chạm vạn vật. Giờ khắc này, Vân Cảnh coi như không có mở mắt, cũng có thể cảm nhận được thiên địa vạn vật biến hóa. Chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm liền giây lát đến. Đây là tâm kiếm. Lấy tâm làm kiếm. Chương 83, cầu đạo sơn hạ nữ tử. Vân Cảnh hiểu. Khi hắn nghe được Lục Trường Sinh về sau, bỏ kiếm mắt, dụng tâm đi cảm thụ kiếm. Mà cái này một cách làm, đơn giản là phá rồi lại lập. Lục Trường Sinh nhìn xem một màn này, không khỏi không còn gì để nói. Hắn thuận miệng nói a, thế nào lại lĩnh ngộ.
ta cái này niệm thật như vậy lợi hại. Vân Cảnh giờ phút này mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh thanh minh. Lập tức, đi ra phía trước, sắc mặt nghiêm nghị, đối Lục Trường Sinh ôm quyền cung kính nói, đa tạ tiền bối. Phải biết, hắn đã tại đạo này công pháp bên trên, dừng lại không biết dài bao nhiêu thời gian. Bây giờ, tại Lục Trường Sinh chỉ đạo phía dưới, sau khi đột phá, tự nhiên kinh hỉ vô cùng. Đồng thời, trong lòng cũng là đối Lục Trường Sinh càng thêm sùng kính. Một câu nói kia, liền để hắn đốn ngộ. Đôi này kiếm đạo lý giải cùng thực lực đến mạnh bao nhiêu a? Không hổ là dạy dỗ Diệp Thu Bạch loại này đồ đệ người a. Nhìn xem Vân Cảnh kia trở nên càng thêm sùng bái ánh mắt, Lục Trường Sinh một mặt mộng bức, đây cũng là thế nào? Được rồi, đã mục đích đã đạt tới, vậy ta liền đi trước. Lục Trường Sinh còn muốn trở về ngủ một hồi đâu. Bên này lại không giường, lại không có hoan hương cái gì. Ngủ dậy đến thật không quen. Nghe vậy, Vân Cảnh vội vàng nói, ta đưa tiễn ngươi đi, tiền bối. Dừng bước. Nói xong, Lục Trường Sinh liền biến mất ở nguyên địa, rời đi Bắc Vực. Nhìn xem Lục Trường Sinh rời đi bóng lưng, Vân Cảnh không khỏi cảm thán một tiếng, nói, trách không được Diệp Thu Bạch lúc trước muốn cự tuyệt ta. Nói xong, Vân Cảnh cũng hướng phía Bắc Vực Tàng Đạo Thư Viện, viện trưởng vị trí đi đến. Đi tới nơi đây, Ngũ Đức Thời nhìn thấy Vân Cảnh không khỏi sững sờ. Vân Lão, sao ngươi lại tới đây? Vân Cảnh là sẽ không tới nơi đây, dù sao trong lòng của hắn, chỉ có kiếm đạo. Đối quản lý học viện những vật này, đều không có hứng thú. Vân Cảnh nhìn xem Ngũ Đức Thời, nhắc nhở, về sau, Diệp Thu Bạch bên kia có chuyện gì thời điểm, khả năng giúp đỡ liền nhất định phải giúp. Ngũ Đức Thời sững sờ, Diệp Thu Bạch, vì sao Vân Lão đối với người này như thế để bụng? Ở trong mắt Ngũ Đức Thời, Diệp Thu Bạch đơn giản chính là một cái thiên phú cực kỳ tốt người trẻ tuổi. Tại phạm vi năng lực bên trong, giúp đỡ chuyện nhỏ Ngũ Đức Thời cũng sẽ không để ý. Dù sao giao hảo một cái thiên phú yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi, đối bọn hắn tới nói cũng là có chỗ tốt. Bất quá Vân Cảnh lời nói bên trong ngữ khí, càng thiên hướng về khả năng giúp đỡ liền giúp, không thể giúp cũng muốn kiên trì bên trên cái chủng loại kia. Cái này để Ngũ Đức Thời có chút buồn bực. Vân Cảnh thản nhiên nói, ngươi đừng quản nhiều như vậy, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trợ giúp Diệp Thu Bạch, đến lúc đó chúng ta Tàng Đạo Thư Viện sẽ có một trận tạo hóa. Nói xong, Vân Cảnh liền rời đi nơi đây. Ngũ Đức Thời nghe xong, ánh mắt ngưng trọng. Mặc dù không có nghe được lý do, nhưng là đối với Vân Cảnh, Ngũ Đức Thời vẫn là tin tưởng không nghi ngờ. Lại là nửa tháng quá khứ, Diệp Thu Bạch cùng Bách Luyện Chi Địa xếp hạng lại lần nữa trèo lên, lấy một loại làm cho người tắc lưỡi tốc độ đi tới hạng 5. Mà giờ khắc này, Diệp Thu Bạch đã có thể tại thứ 40 tầng bên trong khiêu chiến Càn Nguyên Cảnh ma thú. Tuy nói chỉ là Càn Nguyên Cảnh sơ kỳ, nhưng là phải biết Diệp Thu Bạch bây giờ chỉ là khí hải cảnh trung kỳ a, mà muốn đi vào 41 tầng nhất định phải khiêu chiến cửa hang thủ vệ. Diệp Thu Bạch không có gấp, mà là đi ra Bách Luyện Chi Địa. Hắn cần đem những ngày này một chút cảm ngộ hấp thu, có nhiều thứ không thể nóng vội. Liền như là đạo cơ, Diệp Thu Bạch tùy thời đều có thể đột phá đến khí hải cảnh hậu kỳ, bất quá hắn tại có thể áp chế. Hắn muốn tương đạo cơ chế tạo càng thêm vững chắc, dạng này mới có thể đi được càng xa. Cũng không biết ta hiện tại điểm tích lũy có đủ hay không tiến vào cầu đạo sơn. Diệp Thu Bạch bây giờ trong tay có 1230 điểm tích lũy, trong đó đã bao hàm xếp hạng ban thưởng cùng đánh giết ma thú ban thưởng. Hắn muốn đi vào cầu đạo sơn, nhờ vào đó củng cố cảm ngộ. Tại người khác chỉ đường phía dưới, Diệp Thu Bạch đi tới một chỗ trong rừng cây. Nghe nói, tại rừng cây cuối cùng, chính là cầu đạo sơn. Mà rừng cây này bên trong, tràn đầy mê vụ. Đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thu Bạch dựa theo lộ tuyến, hướng phía trước đi tới. Thời gian dần trôi qua. Phía trước mê vụ bắt đầu chậm rãi trở thành nhạt. Một tòa tiểu viện. Theo Diệp Thu Bạch đi lên phía trước, dần dần hiện ra ở trước mắt của hắn. Mà tại tiểu viện hậu phương, liền có một ngọn núi. Đỉnh núi mặc dù nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng là cẩn thận cảm thụ, lại có thể cảm ngộ đến có từng đạo loáng thoáng tối nghĩa đạo ý lưu động. Hiển nhiên, đó chính là cầu đạo sơn. Thế nhưng là tại cầu đạo sơn phía dưới, lại có một cái tiểu viện. Có người nào có thể ở tại nơi đây? Diệp Thu Bạch lắc đầu, không có để ý, hướng phía kia cầu đạo sơn đi đến. Tại tiểu viện cùng cầu đạo sơn ở giữa, có một dòng suối nhỏ ngăn cách. Dòng suối cực kỳ thanh tịnh. Đang lúc Diệp Thu Bạch muốn nhảy lên mà qua lúc, hắn thấy được cách đó không xa có một cái tóc trắng nữ tử. Nữ tử dung nhan, không giống nhân gian phàm nữ. Thanh tịnh con ngươi sáng ngời, cong cong lông mày. Lông mi thật dài có chút rung động, trắng nõn không tì vết làn da lộ ra nhàn nhạt phấn hồng. Thật mỏng đôi môi như cánh hoa hồng kiều nộn ướt át. Nhưng là, tại nữ tử quanh thân, có từng tầng băng vụ. Đường nữ tử chân ngọc hôn hôn điểm ở trên mặt nước thời điểm, kia một mảnh dòng suối, đúng là trong nháy mắt kết băng. Cái này khiến Diệp Thu Bạch có chút hiếu kỳ. Chậm rãi đi tới,
đến cùng là cái gì thể chất có thể làm được điểm này? Mà tóc trắng nữ tử phát hiện đi tới Diệp Thu Bạch, dịu dàng nói, không được qua đây, không phải ngươi sẽ có nguy hiểm. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch sững sờ. Nguy hiểm? Chỉ là tới gần, có thể có cái gì nguy hiểm? Tóc trắng nữ tử hiển nhiên nhìn ra Diệp Thu Bạch nghi hoặc, mang trên mặt một điểm đắng chát, nói, là bởi vì thể chất của ta nguyên nhân, tới gần ta người cùng vật, đều sẽ bị trong nháy mắt đông thành băng, đoạn tuyệt sinh cơ. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch trong lòng vi kinh. Đây là cỡ nào thể chất, có thể bá đạo như vậy? Bất quá, lại thấy được tóc trắng nữ tử giữa lông mày có nói không hết ưu sầu, không khỏi nói, vậy ngươi nhất định qua rất cơ khổ a. Nói xong lời nói này, chính Diệp Thu Bạch trong lòng giật mình. Nếu như là bình thường, một cái không quen biết nữ nhân, hắn sẽ không đi quản, càng sẽ không nói ra những lời này. Nhưng là cô gái tóc trắng này khác biệt. Thể nội tựa hồ có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn. Cơ khổ. Nghe được Diệp Thu Bạch lời nói, tóc trắng nữ tử sững sờ, vuốt ve bên tai tóc dài, quen thuộc. Vậy ngươi tại bờ sông làm cái gì? Tóc trắng nữ tử nhìn xem kia phiến bởi vì chính mình mà kết thành băng mặt nước, kia trong mặt nước có một đầu con cá nhỏ. Sắc mặt có chút thấu đỏ, mang theo một điểm ý xấu hổ, chỉ vào kia bị đông lại con cá nhỏ nói, ta chính là muốn ăn cá nướng. Thế nhưng là, thể chất của ta, lại không cách nào phát lên lửa. Nghe đến đó, Diệp Thu Bạch không khỏi nhịn không được cười lên. Ngươi cười cái gì? Diệp Thu Bạch lắc đầu, đi tới. Ai, ngươi đừng tới đây, ngươi dạng này sẽ không toàn mạng. Diệp Thu Bạch cười nói, thử một chút, vạn nhất không được ta sẽ thối lui. Nói xong, Diệp Thu Bạch từng bước một đi hướng nữ tử áo trắng, chậm rãi, đi vào kia băng vụ ở trong. Mà lúc này, tại Diệp Thu Bạch quanh thân, lại có một cỗ sinh sôi không ngừng chi ý, bao phủ hắn, đem kia băng vụ ngăn cách bên ngoài. Là Thái Sơ Kiếm Kinh, chương 84, Cầu Đạo Sơn, mũi kiếm, Thái Sơ Kiếm Kinh, nội ẩn sinh sôi không ngừng chi ý. Mà chính là cỗ này sinh sôi không ngừng chi ý, đem tầng kia tầng băng vụ ngăn cách bên ngoài, để Diệp Thu Bạch không có cảm giác được chút nào ý lạnh. Tóc trắng nữ tử thấy cảnh này, miệng nhỏ khẽ nhếch, sững sờ nói, ngươi làm như thế nào? Trừ phi là thực lực mạnh mẽ người, mới có thể miễn cưỡng tới gần nàng, nhưng vẫn như cũ lại nhận ảnh hưởng. Tổng viện viện trưởng, bốn vực võ bảng đứng hàng thứ 3 cường giả, tới gần nàng thời điểm hành động bên trên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Mà Diệp Thu Bạch lại tựa như một người không có chuyện gì. Diệp Thu Bạch cười nói, bởi vì ta công pháp tương đối đặc thù đi. Công pháp đặc thù? Diệp Thu Bạch nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía đầu kia bị đông lại con cá nhỏ, nói ngươi muốn ăn cá nướng. Tóc trắng nữ tử nhìn xem Diệp Thu Bạch, nhẹ gật đầu, cặp kia đôi mắt sáng ở trong tràn đầy kỳ vọng. Thấy thế, Diệp Thu Bạch nghĩ, ngồi xổm người xuống, trên tay bao trùm sinh sôi không ngừng chi ý, lập tức đem đầu kia bị đóng băng con cá nhỏ bắt lại, dâng lên đống lửa. Đương nhiên, đoàn kia đống lửa cũng là tại Diệp Thu Bạch khí tức bao phủ phía dưới, không có nhận màu trắng băng vụ ảnh hưởng. Diệp Thu Bạch đem con cá kia vảy cá bóc đi, đem nội tạng lấy ra. Lập tức, lại từ nạp giới ở trong lấy ra bình lọ lọ. Những này đồ gia vị, đều là sư tôn tự tay làm ra. Kêu cái gì xì dầu, cây thì là phấn. Mà trải qua những ngày này, cho sư tôn nấu cơm, những này đồ gia vị cũng bị Diệp Thu Bạch mò thấy. Ngươi sẽ làm sao? Bên cạnh, truyền đến tóc trắng nữ tử hồn nhiên thanh âm. Nghe, Diệp Thu Bạch cười, nói, chờ lấy ăn đi. Đem cá xử lý tốt về sau, liền đặt ở trên đống lửa nướng. Tóc trắng nữ tử nhìn xem một màn này, tại bên cạnh đống lửa ngồi xổm xuống, hai tay gối lên cái cằm, hai mắt nháy, lông mi thật dài như là tiểu phiến tử, theo tầm mắt bế mở mà tảo động. Qua một đoạn thời gian, từng đợt mùi thơm truyền ra, tựa hồ là ngửi thấy hương vị, tóc trắng nữ tử trong mắt tựa hồ có chút sáng ngời. Ngữ khí có chút vội vàng, nói, còn bao lâu, Diệp Thu Bạch gặp cũng không xê xích gì nhiều, liền đem cá đưa cho nàng. Ấy, ăn đi, tóc trắng nữ tử hai tay nhận lấy, nhìn xem kia bốc hơi nóng cá nướng, không dằn nổi cắn một cái. Hô nóng nóng, nhìn thấy một màn này, Diệp Thu Bạch buồn cười. Ăn từ, không ai dành với ngươi. Tóc trắng nữ tử một bên hít thở, vừa nói, ăn ngon, ta đã có thật lâu không có ăn vào nóng đồ vật. Nghe được lời nói này, Diệp Thu Bạch không khỏi sững sờ. Lập tức nghĩ đến tóc trắng nữ tử thể chất vấn đề, không khỏi im lặng. Ngươi hẳn là cũng đạt đến tích cốc cảnh giới a. Tóc trắng nữ tử trên mặt hơi đỏ lên, nói, là đạt tới tích cốc cảnh giới, bất quá. Ta còn là thích ăn đồ vật, đặc biệt là những cái kia nóng hầm hập đồ vật. Bất quá đã thật lâu chưa ăn qua. Cho nên, thật rất cảm ơn ngươi. Nhìn xem tóc trắng nữ tử kia ánh mắt cảm kích. Diệp Thu Bạch cười, về sau muốn ăn, tới tìm ta là được. Tóc trắng nữ tử nghe, trên mặt vui mừng, bất quá lập tức có phai nhạt xuống.
ta không thể tùy ý ra ngoài. Nhất định phải có cầu đạo sơn khí tức đến trấn áp cỗ này băng vụ. Diệp Thu Bạch nhìn thoáng qua trước người tòa kia cầu đạo sơn, nói, không có việc gì, vậy ngươi muốn ăn liền cho ta mang hộ cái tin, ta tới làm cho ngươi. Thật sao? Thật. Tóc trắng nữ tử dùng sức chút đầu. Ngươi muốn đi cầu đạo sơn sao? Diệp Thu Bạch nhẹ gật đầu. Nữ tử áo trắng nói, ngươi là kiếm tu đi, vậy ngươi đi vào thời điểm, nhớ kỹ đi mũi kiếm đằng sau, nơi đó có một chỗ vách đá, phía trên ghi lại một đạo kiếm đạo cảm ngộ, có thể hay không thu hoạch được liền xem ngươi cơ duyên. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch sững sờ, ngươi đối cầu đạo sơn hiểu rất rõ. Tóc trắng nữ tử nhoẻn miệng cười, đương nhiên, mau đi đi. Sau đó, hai người trao đổi tính danh. Diệp Thu Bạch biết được, tóc trắng nữ tử tên là Mộ Tử Tinh. Cũng không biết sư tôn có thể hay không giải quyết nàng kia thể chất vấn đề. Cũng không có vấn đề, dù sao cảm giác liền không có sư tôn sẽ không. Đến lúc đó đi về hỏi hỏi đi. Đi tới cầu đạo sơn chân núi. Nơi đây, Diệp Thu Bạch liền có thể cảm giác được có một đạo như có như không cấm chế kết giới. Nếu như tự tiện xông vào, đoán chừng liền sẽ bị đạo này cấm chế kết giới oanh sát thành cặn bã. Nơi này cũng không có trọng binh chấn giữ. Chỉ có một cái lão giả, ngồi tại một cái ghế bên trên, hai mắt khép hờ. Diệp Thu Bạch đi tới gần, cung kính ôm quyền nói, tiền bối, Nam Vực Tàng Đạo Thư Viện Diệp Thu Bạch, muốn đi vào cầu đạo sơn tu luyện. Lão giả đưa tay ra, cũng không nói lời nào. Diệp Thu Bạch sững sờ, lập tức phản ứng lại, đem điểm tích lũy thạch đưa cho lão giả. Lão giả ở phía trên vạch tới 1000 điểm tích lũy, liền ném cho Diệp Thu Bạch, nói, thời hạn nửa ngày, thời gian vừa tới, liền sẽ bị tự động truyền tống ra. Nói xong, lại không âm thanh. 1000 điểm tích lũy mới nửa ngày. Diệp Thu Bạch khẽ lắc đầu, lại lần nữa khẽ khom người, mới đi vào cầu đạo sơn ở trong. Lúc này, lão giả mới có chút mở mắt ra. Đại kiếm sư, thân phụ thần bí công pháp, thiên phú không tồi, xem ra thư viện tới mầm mống tốt. Xem ra, đại tranh chi thế quả nhiên là muốn tới. Nói xong, lại nhắm hai mắt lại, cầu đạo sơn ở trong. Diệp Thu Bạch cảm thụ được trong đó khí tức. Vô luận là một bông hoa, một cọng cỏ, một cây một lá, đều lưu động một cỗ đạo ý. Diệp Thu Bạch không khỏi cảm khái, trách không được tổng viện người so với Nam Vực người mạnh lên nhiều như vậy. Mà Diệp Thu Bạch cũng không có ở chỗ này dừng lại, mà là chạy về phía Mộ Tử Tinh nói tới mũi kiếm. Diệp Thu Bạch chỉ chuyên chú tại kiếm đạo. Đối với hắn mà nói, kiếm đạo chính là mình tu hành chi đạo. Đem kiếm đạo tu luyện đến đỉnh phong, đồng dạng có thể đặt chân đỉnh núi. Tại Diệp Thu Bạch nghĩ như vậy thời điểm, chuôi này thanh vân kiếm tựa như phát ra một đạo kiếm ngân vang. Đồng thời, từng đạo kiếm đạo khí tức lặng yên không tiếng động lưu động tại Diệp Thu Bạch thể nội. Nhưng là đây hết thảy, Diệp Thu Bạch đều không có cảm giác được. Mũi kiếm, giống như tên gọi của nó, cả ngọn núi tựa như một thanh kiếm, trực trùng vân tiêu. Diệp Thu Bạch đặt chân trong đó, liền cảm nhận được một cỗ sắc bén chi ý. Đây là kiếm ý. Diệp Thu Bạch trong lòng vi kinh, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ở mặt sau một chỗ vách đá, có một nam tử ôm kiếm đứng, nhìn trước mắt vách đá, thật lâu không có nhúc nhích. Liền xem như Diệp Thu Bạch đi tới, cũng không có chút nào dao động. Nhìn thấy người này, Diệp Thu Bạch cũng không có quấy rầy, đồng dạng quan sát lên tòa kia vách đá. Trên vách đá, cũng không có cái gì đặc thù tranh chữ. Có chỉ là kia một đạo tiếp lấy một đạo vết kiếm. Thật sâu nhàn nhạt, mỗi một đạo vết kiếm bên trong, đều lưu lại cường độ khác biệt kiếm ý. Giống như vạn cổ bất diệt. Diệp Thu Bạch nhìn xem cái này từng đạo vết kiếm, nhắm hai mắt lại. Vết kiếm kia bên trong, kiếm ý tựa hồ bắt đầu hướng chảy Diệp Thu Bạch. Từng đạo kiếm ý, giống như từng tia tuyến tuyến, đem Diệp Thu Bạch tầng tầng vây lồng. Mà cái này một dị động, trực tiếp để bên cạnh nam tử nhìn lại, trong mắt chấn kinh. Điểm này, Diệp Thu Bạch bản thân cũng không biết. Lục Trường Sinh tại cái này, đoán chừng mới biết được là kia hỗn nguyên kiếm thể có tác dụng. Chương 85, Kiếm vực, Cầu đạo sơn, mũi kiếm. Tương truyền, nơi đây ẩn giấu đi một cái liên quan tới kiếm tu đại bí mật. Liền ngay cả ẩn kiếm tông ở trong người, cũng không tiếc tốn hao lớn đại giới, tiến vào cầu đạo sơn, đến mũi kiếm vách đá nơi này lĩnh hội. Lúc ấy, tổng viện đời trước viện trưởng cùng ẩn kiếm tông tông chủ bàn điều kiện. Điều kiện như sau. Mỗi 10 năm, ẩn kiếm tông có thể điều động một đệ tử tới đây lĩnh hội mũi kiếm vách đá. Đồng thời, tàng đạo thư viện cũng có thể phái ra một vị đệ tử, tiến về ẩn kiếm tông kiếm chủng bên trong, cảm ngộ tiền bối ý chí. Kiếm chủng, ẩn kiếm tông đời đời cường giả vẫn lạc thời điểm, bội kiếm đều sẽ trở về kiếm chủng ở trong. Trong đó lưu lại kiếm ý, cùng kiếm đạo cảm ngộ, đều là kiếm tu cả đời sở cầu chi vật. Mà lại, tục truyền nói, ẩn kiếm tông kiếm chủng bên trong, có kiếm thánh cảnh giới bội kiếm tồn tại. Đây cũng là vô số kiếm tu hướng tới ẩn kiếm tông nguyên nhân một trong. Giờ phút này, tại Diệp Thu Bạch bên người,
kia ôm kiếm nam tử cũng là bị cỗ này dị động đưa tới chú ý, nhìn sang, ánh mắt kinh dị. Phải biết, hắn ở chỗ này đã tìm hiểu dòng dã 3 ngày thời gian, cũng không có bất kỳ cái gì dị động. Chỉ là trong lòng đối kiếm đạo cảm ngộ càng thêm khắc sâu một chút. Bất quá, lại quả quyết không có như là Diệp Thu Bạch như vậy, vừa tới, liền đã dẫn phát loại này dị biến. Trên vách đá cái kia vết kiếm bên trong, ẩn chứa kiếm ý tựa như bị Diệp Thu Bạch hấp dẫn, hướng chảy hắn. Mà giờ khắc này, Diệp Thu Bạch đóng chặt hai con ngươi. Tại thức hải của hắn bên trong, một hư thực không chừng lão già xuất hiện. Ồ, lâu như vậy, rốt cục có một cái thích hợp bản tọa truyền thừa người xuất hiện. Diệp Thu Bạch nhìn về phía lão già, hỏi, kia vách đá là tiền bối lưu lại truyền thừa. Lão giả vuốt ve râu bạc trắng, mặc dù thân ảnh mờ mịt, nhưng là ánh mắt cực kỳ có thần. Diệp Thu Bạch chỉ là nhìn sang, liền cảm nhận được có một cỗ kiếm ý ở trong đó chảy xuôi. Không sai, chỉ là không có nghĩ đến, đi qua thời gian lâu như vậy. Diệp Thu Bạch hỏi, tiền bối kia giờ phút này người ở chỗ nào? Nghe vậy, lão giả cười lắc đầu, kinh lịch năm đó, trận chiến kia, bản tọa sớm đã chết đi, lưu tại nơi này bất quá là một đạo còn sót lại ý niệm thôi. Năm đó, trận chiến kia, hắn nhớ tới trước đó tại huyết ngục bí cảnh ở trong. Thiên ma kiếm thánh nói với hắn lên, trận chiến kia đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Sẽ có nhiều cường giả như vậy lần lượt vẫn lạc, truyền thừa diệt tuyệt. Lão giả tựa hồ nhìn ra Diệp Thu Bạch nghi hoặc, giải thích nói, năm đó, thiên đạo sụp đổ, muốn bước vào cảnh giới cao hơn, liền nhất định phải tiến vào cao hơn vĩ vũ trụ. Mà muốn rời khỏi mảnh thế giới này, liền muốn chinh chiến thiên lộ. Nhưng thiên lộ như thế nào dễ dàng như vậy bước qua? Năm đó Vân Hoàng Đế Quốc thu thập đại lục tất cả cường giả, nhìn trời đường phát khởi một lần xưa nay chưa từng có tổng tiến công, nhưng lại cuối cùng đều là thất bại. Mà chính là trận chiến kia dịch, đưa đến vô số cường giả vẫn lạc. Trong đó, liền bao gồm ta, thiên đạo sụp đổ, chinh chiến thiên lộ. Diệp Thu Bạch không hiểu. Lão giả nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói, ngươi không rõ ở trong đó quan hệ cũng rất bình thường. Dù sao bây giờ ngươi, cảnh giới còn với không tới tin tức bí ẩn này. Chờ ngươi đến ta cảnh giới này, tự nhiên là đã hiểu, tại thiên lộ, cùng bên ngoài đám người kia trong mắt, chúng ta bất quá là một bầy kiến hôi thôi. Diệp Thu Bạch hỏi lại, kia thiên lộ bên trên người thực lực mạnh bao nhiêu? Nghe vậy, lão giả thở dài, trong mắt mang theo vẻ mặt ngưng trọng, nói, đối mặt bọn hắn thời điểm, ta cảm giác không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Diệp Thu Bạch giật mình, lão giả trước mắt, đối mặt thiên lộ đều không có sức phản kháng. Cái kia sư tôn đâu? Cho tới bây giờ, Diệp Thu Bạch đều nhìn không thấu sư tôn thực lực. Tốt, những này ngươi về sau đều sẽ biết. Lão giả khoát tay áo, nói, bản tọa đạo ý niệm này như là đã hiển hiện, vậy cũng tồn tại không được quá lâu. Truyền thừa ngươi có thể tiếp nhận nhiều ít liền tiếp nhận bao nhiêu. Mà lại ta xem ngươi, trên người có thiên ma kiếm thánh khí tức, ngươi cũng đã tu luyện thiên ma kiếm pháp a. Diệp Thu Bạch nhẹ gật đầu. Đã như vậy, vậy bản tọa kiếm pháp cũng liền không cần thiết học được, thiên ma kiếm pháp tu luyện tới cực hạn. Uy lực của nó cũng là không kém. Nói đến đây, lão giả kia hư thực thân ảnh tại thời khắc này lại là trở nên ngưng thực. Lật bàn tay một cái, tại Diệp Thu Bạch ngay trong thức hải, một đạo tiếp lấy một đạo kiếm ý tung hoành. Lấy lão giả làm trung tâm, bao phủ bốn phía. Diệp Thu Bạch thân ở kiếm ý kia phía dưới. Phảng phất bốn phía đều tràn đầy uy hiếp, chỉ cần hơi động đậy, liền sẽ bị kia khắp thiên kiếm ý chảm diện. Lão giả khẽ cười một tiếng, nói, đã kiếm pháp ngươi không thiếu. Vậy bản tọa liền đem pháp môn này truyền thụ cho ngươi. Như thế pháp môn, chính là bản tọa cuối cùng cả đời, kết hợp cả đời kiếm đạo cảm ngộ, tại lúc tuổi già trong lúc đó sáng tạo mà thành. Từ vô số kiếm ý thăng thành lĩnh vực, tại cái này lĩnh vực bên trong, tất cả địch nhân không chỗ che thân. Kiếm ý cũng sẽ theo ý niệm của ngươi mà động, để cho địch nhân khó lòng phòng bị. Ta gọi là, kiếm vực. Diệp Thu Bạch trong lòng hơi động. Nếu như lúc đối địch, sử dụng kiếm này vực, tại đối mặt công kích của hắn thời điểm, địch nhân còn cần đề phòng kiếm vực tiến công, uy lực của nó càng là vô tận. Địch nhân hơi không cẩn thận, liền sẽ tại kiếm này vực bên trong, thần hình câu diệt. Lão giả trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, nói, tiếp xuống, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền toàn bộ nhờ ngươi tự thân. Nói xong, lão giả biến mất, nhưng là, cái kia đạo kiếm vực vẫn tồn tại như cũ. Đồng thời, tại Diệp Thu Bạch trong đầu, kiếm vực tin tức cũng chảy vào tiến đến. Diệp Thu Bạch bắt đầu cảm ngộ. Tại ngoại giới, Diệp Thu Bạch quanh thân cũng phát ra kinh thiên biến hóa. Kiếm y kia đúng là trực trùng vân tiêu. Phát ra từng đạo kiếm ngân vang thanh âm. Ôm kiếm nam tử nhìn xem một màn này, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ lại, đây là vách đá bên trong lưu lại truyền thừa. Người này, đến cùng là ai? Vừa tới liền đưa tới vách đá dị động, bây giờ, càng là tại tiếp thu truyền thừa. Cái này khiến nam tử trong lòng cực kỳ kinh ngạc.
Bất quá, hắn cũng không có đi đánh gãy Diệp Thu Bạch, cũng không có tiếp tục cảm ngộ. Bây giờ, trên vách đá cái kia kiếm ý đã biến mất, lưu lại chỉ là phổ thông vết kiếm thôi. Mà giờ khắc này, Cầu Đạo Sơn chân núi chỗ, lão giả mở hai mắt ra, kia đục ngầu con ngươi ở trong lướt qua một vòng tinh mang. Ồ, thú vị, xem ra tiểu tử kia cơ duyên không tệ. Nói xong, cách không truyền âm, hướng phía một chỗ phương hướng nói, danh ngạch liền cho Nam Vực phân viện tiểu tử đi. Giờ phút này, tổng viện bên trong phong, nơi này là viện trưởng vị trí. Nghe được lão giả truyền âm, viện trưởng sững sờ, bất quá cũng không có chất vấn lão giả quyết định, gật đầu nói, ta sẽ an bài. Cầu Đạo Sơn mũi kiếm, cách nửa ngày còn có thời gian một nén nhang. Diệp Thu Bạch tại thời khắc này mở ra hai mắt, kia từng đạo kiếm ý bộc phát ra, tại hắn quanh thân không ngừng lượn vòng. Mà một bên nam tử cũng bị cỗ kiếm ý này quay chung quanh trong đó. Đây cũng là kia truyền thừa. Diệp Thu Bạch khẽ quát một tiếng, kiếm ý kia lĩnh vực lập tức bộc phát, hết thảy chung quanh sự vật tại thời khắc này bị kiếm ý phong bạo cắt đứt. Nam tử ở trong đó, cũng không nhận được kiếm vực công kích. Diệp Thu Bạch thấy thế, có chút hài lòng, thu hồi kiếm vực, nhìn về phía kia ôm kiếm nam tử. Ôm kiếm nam tử thấy thế, tiến lên chủ động nói, Ẩn Kiếm Tông, Lương Phong. Diệp Thu Bạch về lấy thân phận. Một bên khác, một chỗ đại hoang ở trong. Tại Hồng Anh trước mắt, là một mảnh tàn phá thành trì. Thành trì tường thành tổn hại không chịu nổi. Nhưng là, cửa thành phía trên khắc lấy hai chữ, nhưng như cũ rõ ràng. Vân Hoàng. Chương 86, Vân Hoàng địa điểm cũ. Nơi đây, từng là Vân Hoàng đế quốc địa điểm cũ. Hồng Anh nhìn trước mắt phế tích, trong mắt lộ ra một tia kiên định. Từng có lúc, Vân Hoàng đế quốc chính là phiến đại lục này kẻ thống trị, không có cái thứ hai. Mà tại thu thập tất cả lực lượng, chinh chiến thiên lộ về sau, Vân Hoàng đế quốc, thậm chí toàn bộ đại lục, đều hứng chịu tới đả kích chí mạng. Vô số tông môn, thế gia, bí tộc tiêu vong. Cường giả lần lượt vẫn lạc, truyền thừa chôn vùi tại dòng sông lịch sử ở trong. Bất quá, Hồng Anh lại cũng không hối hận chinh chiến thiên lộ. Lúc ấy phiến đại lục này, thực lực đã đạt đến đỉnh phong, cảnh giới đã không cách nào lại đột phá. Nếu như không chinh chiến thiên lộ, tiến về cao hơn vĩ thế giới, bọn hắn chỉ có thể chờ đợi tuế nguyệt trôi qua, cho đến thọ hết chết già. Mà người tu đạo, người nào không truy cầu vĩnh sinh, ai sẽ cam tâm cứ như vậy già đi tử vong. Hồng Anh không cam tâm, cái khác tông môn bí tộc cũng tương tự không cam tâm. Lúc này mới có chinh chiến thiên lộ trận này chiến dịch, một trận nâng toàn bộ đại lục chi lực, nhìn trời đường thủ hộ giả phát khởi một trận chiến tranh. Tại Hồng Anh bên cạnh, Vân Minh cung kính nói, bệ hạ, bây giờ cửu thiên bộ chỉ kém một người, liền toàn bộ tập kết. Nghe vậy, Hồng Anh gật đầu. Cửu thiên bộ người cuối cùng, là thống lĩnh Vân Hoàng cấm vệ quân người. Đồng dạng, cũng là đứng hàng Vân Hoàng đế quốc, thực lực bài danh thứ ba. Vân Chiến, gần với Hồng Anh cùng đại quốc sư phía dưới người. Mà Vân Chiến, nhục thân tại chinh chiến thiên lộ một trận chiến bên trong, liền bị hủy diệt. Bởi vì tu luyện công pháp đặc thù, hồn phách vẫn như cũ trấn thủ tại Vân Hoàng đế quốc địa điểm cũ. Cũng chính là trước mắt mảnh này phế tích. Hồng Anh nói, đi thôi, theo ta đi vào. Vân Minh gật đầu. Diệp Thu Bạch bây giờ đã bị Cầu Đạo Sơn cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Đi tới chân núi chỗ, lão giả vẫn như cũ nằm tại trên ghế trúc. Diệp Thu Bạch đối lão giả cung kính khom người, sau đó chuẩn bị rời đi. Đi Trung Phong, viện trưởng tìm ngươi. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, rời đi nơi đây. Đi ngang qua dòng suối thời điểm, Diệp Thu Bạch đi đến trước tiểu viện. Mộ Tử Tình tựa hồ cũng cảm nhận được Diệp Thu Bạch đến, mở ra cửa sân, cười nói, có thu hoạch. Diệp Thu Bạch gật đầu nói, thu hoạch tương đối khá, còn phải cảm tạ mộ cô nương. Sau đó, lại nói, thể chất của ngươi, ta đến lúc đó sẽ hỏi hỏi sư tôn, hắn hẳn là có biện pháp giải quyết. Ngươi sư tôn. Mộ Tử Tình nghiêng đầu một chút, nói, nhưng ta là cái này thể chất, liền xem như cha mẹ của ta, bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp đâu, chỉ có thể tạm thời áp chế. Diệp Thu Bạch cười nói, sư tôn bản sự thông thiên triệt địa, hắn hẳn là sẽ có biện pháp. Ngay sau đó, Diệp Thu Bạch nói viện trưởng tìm hắn có việc, liền rời đi. Mộ Tử Tình nhìn xem Diệp Thu Bạch bóng lưng rời đi, không khỏi cười khổ. Trong gia tộc của nàng người, bản sự sao lại không phải thông thiên triệt địa. Liền xem như trung vực tất cả thế lực, nội tình đều không kịp gia tộc của nàng. Coi như ngay cả bọn hắn cũng không có cách nào. Diệp Thu Bạch sư tôn thì có biện pháp gì? Bất quá, Mộ Tử Tình cũng không nói gì thêm. Những năm này, nàng cũng sớm đã nhận mệnh. Lắc đầu, về tới tiểu viện ở trong. Đi vào Trung Phong. Nửa đường không có người ngăn cản Diệp Thu Bạch. Một đường đi tới một chỗ cửa đại điện. Chỉ là vừa đi tới cửa chỗ, viện trưởng thanh âm liền từ giữa truyền ra. Diệp Thu Bạch, vào đi. Vừa dứt lời, cửa liền mở ra.
Diệp Thu Bạch đi vào, nhìn xem ngay tại dựa bàn xử lý sự vụ viện trưởng, hỏi, viện trưởng, tới tìm ta có chuyện gì? Viện trưởng không ngẩng đầu, khẽ cười nói, thế nào, không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Diệp Thu Bạch không ti không lên tiếng, đáp, ta cùng viện trưởng vốn không quen biết, bây giờ tới tìm ta, khẳng định cũng không phải nói chuyện phiếm. Nghe vậy, viện trưởng lúc này mới ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát Diệp Thu Bạch. Hắn thân là bốn vực võ bảng thứ ba nhân vật, tiểu bối gặp hắn không một sẽ không câu nệ dị thường. Nếu không cũng sẽ bị kia cổ vô hình uy thế chỗ áp bách. Ngay cả đứng đều đứng không thẳng. Nhưng trái lại Diệp Thu Bạch, không ti không lên tiếng, không có khẩn trương chút nào, lưng vẫn như cũ thẳng tắp. Viện trưởng khẽ gật đầu, nói, đúng là có việc, ngươi hẳn nghe nói qua Ẩn Kiếm Tông a. Ẩn Kiếm Tông. Đương Diệp Thu Bạch đi vào trung vực thời điểm, liền nghe Tần Thiên Nam nhắc qua. Chính là thiên hạ kiếm tu nhất là tôn sùng chi địa. Chúng ta Tàng Đạo Thư Viện cùng Ẩn Kiếm Tông ở giữa từng có một trận giao dịch. Mỗi 10 năm, liền sẽ lẫn nhau điều động một đệ tử, tiến về đối phương tông môn bí cảnh ở trong tu luyện. Tàng Đạo Thư Viện bí cảnh là Cầu Đạo Sơn, ngươi cũng hẳn là đã gặp Ẩn Kiếm Tông tên đệ tử kia. Diệp Thu Bạch nghe vậy gật đầu. Là kia ôm kiếm nam tử, tên là Lương Phong. Viện trưởng tiếp tục nói ra, hắn chính là Ẩn Kiếm Tông lần này điều động tới, mà chúng ta lần này còn không có phái người tới. Diệp Thu Bạch trong lòng hơi động, nói như vậy, viện trưởng gọi ta tới mục đích đúng là vì chuyện này. Viện trưởng gật đầu, tán thưởng nói, không tệ, ngươi như là đã lĩnh ngộ kiếm phong vách đá bên trong bí ẩn, thiên phú tự nhiên là tuyệt hảo, cho nên chúng ta quyết định phái ngươi đi qua. Nghe vậy, Diệp Thu Bạch trong lòng cũng là có chút tâm động. Ẩn Kiếm Tông, thiên hạ kiếm tu thánh địa. Diệp Thu Bạch làm kiếm tu, tự nhiên cũng là nghĩ đi gặp một phen. Nhưng ta là Nam Vực Phân Viện đệ tử. Viện trưởng lại khoát tay nói, Nam Vực Phân Viện cũng là ta Tàng Đạo Thư Viện một bộ phận, không phải sao? Được rồi, nói một chút, ngươi đối kiếm chủng hiểu bao nhiêu? Diệp Thu Bạch lắc đầu. Chưa từng hiểu rõ. Thấy thế, viện trưởng đem kiếm chủng bên trong sự tình nói ra. Trong đó, bao hàm kiếm thánh truyền thừa, phái ngươi đi qua, chính là hy vọng ngươi có thể đem kia truyền thừa nắm bắt tới tay. Đương nhiên, truyền thừa nắm bắt tới tay về sau, cũng không cần ngươi đem lĩnh ngộ truyền thừa giao cho thư viện. Tốt, ngươi đi xuống đi, hai ngày sau xuất phát. Đợi cho Diệp Thu Bạch sau khi rời đi, viện trưởng phía sau có một bóng người chậm rãi đi ra. Viện trưởng, danh ngạch vốn là cho quản tông ngôn, bây giờ đổi thành Diệp Thu Bạch, đến lúc đó sẽ có hay không có cái gì không tốt. Viện trưởng tiếp tục dựa bàn, ngữ khí thản nhiên nói, có thể có cái gì không tốt, bất quá là không phục mà thôi. Nếu như không phục lời nói, vậy liền đi chứng minh mình có cái thiên phú này thực lực. Tu hành giới vốn chính là như thế, ngươi đi ngươi bên trên, không được liền bị đào thải, có gì ảnh hưởng không tốt. Bóng người kia mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, nhưng không nhưng nhị gì hết. Viện trưởng ngắt lời hắn, nhìn về phía Cầu Đạo Sơn phương hướng, cảm khái nói, mộ lão tự mình lên tiếng, các ngươi nếu là có cái gì dị nghị, liền đi tìm mộ lão đi. Nghe đến đó, người kia sắc mặt kinh biến. Mộ lão? Lão giả kia thực lực như là bí ẩn, không ai thấy qua hắn xuất thủ. Chỉ biết là, Thái Thượng trưởng lão đối đám người ra lệnh, không thể trêu chọc mộ lão. Mộ lão có cái gì yêu cầu, nhất định phải hoàn thành. Nghĩ tới đây, bóng người đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Tốt a, vậy ta đi nói với quản tông ngôn một tiếng. Viện trưởng nhẹ gật đầu, nói, đi thôi. Nghĩ nghĩ, lại nói ra, cho phép quản tông ngôn tiến vào Cầu Đạo Sơn, tu luyện 3 ngày, làm đền bù. Minh Bạch, chương 87, chiến quản tông ngôn. Danh ngạch cố định, Diệp Thu Bạch thay thế quản tông ngôn, tiến về Ẩn Kiếm Tông kiếm chủng bí cảnh, tin tức truyền khắp toàn bộ học viện. Diệp Thu Bạch, cái kia Nam Vực Phân Viện người. Không sai, chính là cái kia tại Bách Luyện Chi Địa bên trong. Trong thời gian ngắn liền vọt tới thứ 5 ngoan nhân. Bất quá, hắn cùng quản sư huynh ở giữa vẫn là có khoảng cách a. Phải biết bây giờ quản sư huynh thế nhưng là Bách Luyện Chi Địa hạng nhất, bây giờ càng là đi tới 47 tầng. Còn có 2 tầng liền đến tầng dưới chót nhất rồi. Trái lại Diệp Thu Bạch, mặc dù xông tốc độ rất nhanh, nhưng cũng vẫn như cũ chỉ là 40 tầng a. Luận tư cách, Diệp Thu Bạch xác thực không bằng quản sư huynh. Mà tin tức này, Kiếm Chiêu Miện mấy người cũng có chỗ nghe thấy. Đương Diệp Thu Bạch trở lại trụ sở, 3 người cũng đã chờ đợi ở đây. Diệp Thu Bạch nhìn xem 3 người ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, không khỏi sững sờ. Các ngươi 3 sao lại tới đây? Không đi thử luyện chi địa tu luyện? Thạch Sinh mắt trợn trắng lên, nói, cái nào sánh được ngươi à, ngươi đều phải đi Ẩn Kiếm Tông bí cảnh. A, các ngươi làm sao biết? Trương Hách cười nói, tin tức này đã sớm truyền khắp toàn bộ học viện. Diệp Thu Bạch nhún vai, cũng ngồi quá khứ. Kiếm Chiêu Miện mang trên mặt vẻ hâm mộ, Ẩn Kiếm Tông a, nơi đó ta cũng nghe sư tôn nói qua, chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa, một ngày kia, ta cũng muốn đi xem nhìn.
Bất quá, ngươi làm như thế nào? Nghe nói danh sách kia là quản tông ngôn. Diệp Thu Bạch lắc đầu, nói, ta cũng không biết. Thạch Sinh ở một bên, cảm khái nói, lúc trước, tại bốn vực giao lưu thời điểm, ngươi là nhất bị xem nhẹ cái kia, bây giờ, ngươi đã siêu việt chúng ta, đi đến càng trước mặt. Trương Hách tràn đầy nhận thấy, gật đầu nói, chỉ sợ, ba người chúng ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Nghe đến đó, Diệp Thu Bạch trêu tức cười nói thật giống như trước đó các ngươi chính là ta đối thủ đồng dạng. Móa, không thể nhịn a, ta ba cùng tiến lên. Sẽ không lại cho tiểu tử này một chút giáo huấn, sợ là muốn lên ngày, cũng không lâu lắm. Diệp Thu Bạch liền đi ra cửa sân, dự định đi bách luyện chi địa lại tu luyện một hồi, thuận tiện lấy thực chiến đi thử một chút kiếm vực uy lực. Mà trong sân, Kiếm Chiêu Miện ba người thân hình chật vật. Hiển nhiên, bị Diệp Thu Bạch giáo dục dừng lại. Gia hỏa này, thật là một cái biến thái. Cùng một thời gian, quản tông ngôn tuyên bố khiêu chiến thông cáo, muốn đánh với Diệp Thu Bạch một trận. Quyết chiến chi địa, liền ổn định ở Yến Vân Đài. Không quyết sinh tử, tiền đặt cược vì tiến về ẩn kiếm tông tư cách. Hiển nhiên, quản tông ngôn không hài lòng thư viện quyết định. Hắn muốn chứng minh, mình so Diệp Thu Bạch càng có tư cách này. Mà tin tức này, cũng truyền đến viện trưởng nơi đó. Đối với cái này, hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến. Diệp Thu Bạch nghe được tin tức này, cũng không nói gì thêm, quay người đi đến Yến Vân Đài. Vừa vặn, lấy quản tông ngôn đi thử một chút kiếm này vực uy lực. Giờ phút này, Yến Vân Đài đã trải rộng học viên. Kiếm Chiêu Miện ba người cũng tới đến nơi đây. Về phần Yến Vân Đài bên trên, quản tông ngôn đã ở chỗ này chờ đợi. Quản sư huynh khiêu chiến Diệp Thu Bạch, cái này có chút không ổn đâu. Quản sư huynh dù sao cũng là càn nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Quả thật có chút ỷ lớn hiếp nhỏ. Tại mọi người nghị luận thời điểm, Diệp Thu Bạch cũng tới đến nơi đây. Nhảy lên. Đám người nhìn sang. Bọn hắn hiển nhiên không nghĩ tới, Diệp Thu Bạch thực sẽ ứng chiến. Nếu như Diệp Thu Bạch không có ứng chiến, đám người cũng có thể lý giải. Dù sao chênh lệch cảnh giới quá lớn. Quản tông ngôn giờ phút này nhìn về phía Diệp Thu Bạch, thản nhiên nói, ngươi cùng ta không có thù gì oán, tự nhiên cũng không phân sinh tử. Bất quá, tiền đặt cược chính là trước đó hướng ẩn kiếm tông tư cách, ngươi có tiếp không? Nghe vậy, Diệp Thu Bạch sắc mặt không có gì thay đổi. Ta đã đứng ở Yến Vân Đài bên trên, còn có cái gì tốt hỏi? Quản tông ngôn nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, ta cũng sẽ không chiếm ngươi tiện nghi, ta sẽ đem cảnh giới ép đến khí hải cảnh trung kỳ, đánh với ngươi một trận. Đám người lúc này mới gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia còn rất công bằng. Bất quá, trên thực tế Diệp Thu Bạch vẫn như cũ ở thế yếu. Dù sao quản sư huynh đã gặp càn nguyên cảnh phong cảnh. Vô luận là đối với công pháp vận dụng, vẫn là đối ý cảnh cảm ngộ, chỉ sợ đều muốn viễn siêu Diệp Thu Bạch. Diệp Thu Bạch vẫn như cũ giữ nhiều lành ít. Nghe được lời nói này, Diệp Thu Bạch lại là nhíu nhíu mày. Đối phương áp chế đến cùng hắn cùng cảnh. Cái này còn thế nào nếm thử kiếm vực uy lực? Chỉ sợ đều không cần sử dụng kiếm vực. Ở trong mắt Diệp Thu Bạch, cùng cảnh nội đều không có uy hiếp. Dù sao những năm này tới, hắn đều là vượt cấp chiến đấu. Mà lại, chưa từng bại trận. Thấy được Diệp Thu Bạch bất mãn, quản tông ngôn nghi hoặc, làm sao? Ngươi không hài lòng. Diệp Thu Bạch gật đầu nói, ngươi không cần áp chế cảnh giới, không phải ngươi chỉ sợ sống không qua ta mấy chiêu. Nghe đến đó, quản tông ngôn thần sắc lạnh lẽo, cuồng vọng. Nói xong, liền nhìn về phía chấp pháp đường trưởng lão, nói, bắt đầu đi. Diệp Thu Bạch cũng đối với trưởng lão nhẹ gật đầu. Yến Vân Đài bên trên tranh đấu, chính thức bắt đầu. Không ngoài sở liệu, quản tông ngôn đem khí tức trực tiếp áp chế đến khí hải cảnh trung kỳ. Trong tay cầm kiếm, một cỗ kiếm ý bay lên. Kiếm ý kia sau lưng quản tông ngôn, hình thành từng chuôi trường kiếm. Lập tức, một cỗ gió lốc quét mà lên, nương theo lấy quản tông ngôn trường kiếm, hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới. Đây là phong chi ý cảnh. Hiển nhiên, quản tông ngôn đem phong chi ý cảnh ra chỉ tại kiếm ý bên trên, khiến cho kiếm ý uy lực càng thêm mạnh mẽ. Diệp Thu Bạch thấy cảnh này, ánh mắt chỗ sóng không sợ hãi. Trong tay nắm lấy kiếm gỗ, hướng phía quản tông ngôn kia từng chuôi phong chi kiếm chém tới. Mà khởi đầu, quản tông ngôn nhìn thấy Diệp Thu Bạch trong tay kiếm gỗ, thần sắc càng là có chút bất mãn. Sử dụng kiếm gỗ đến cùng hắn chiến đấu. Đây là tại xem thường hắn a. Đây cũng là mọi người dưới đài ý nghĩ. Đều cho rằng Diệp Thu Bạch có chút khinh thường. Quản tông ngôn mặc dù áp chế cảnh giới, nhưng tốt xấu tại cái khác phương diện mạnh hơn Diệp Thu Bạch, chỉ có kiếm chiêu miệng bọn người khẽ lắc đầu. Cái này quản tông ngôn đoán chừng không được. Diệp Thu Bạch kia yêu nghiệt, lại há có thể tính toán theo lẽ thường. Áp chế cảnh giới, sợ rằng sẽ bị Diệp huynh nghiền ép đi. Cùng cảnh vô địch, vượt cấp bất bại. Đối Diệp Thu Bạch hiểu rõ người, đều là đánh giá như thế. Trong chớp mắt, kiếm gỗ rơi vào kia từng đạo phong chi trên thân kiếm. Kiếm gỗ không có như đám người sở liệu vỡ vụn.
Tương phản, kia từng chui phong chi kiếm tại thời khắc này đúng là trực tiếp băng diện. Tại dưới mộc kiếm, căn bản là không có cách trèo trống. Thấy cảnh này, Quản Tông Ngôn thần sắc sững sờ. Đám người càng là sắc mặt giật mình. Diệp Thu Bạch cầm trong tay kiếm gỗ, nhìn xem Quản Tông Ngôn, nhạt tiếng nói, nếu như chỉ là như vậy, ngươi vẫn là đừng áp chế cảnh giới. Lời nói này nghe cuồng vọng đến cực điểm. Thế nhưng là, tại Diệp Thu Bạch trong thần sắc, phảng phất đây là chuyện đương nhiên. Quản Tông Ngôn thần sắc cũng có chút khó coi. Hiển nhiên, hắn có chút đánh giá thấp Diệp Thu Bạch, mà mọi người tại đây, bây giờ cũng sơ bộ hiểu được Diệp Thu Bạch thực lực. Có thể lấy hơn 10 ngày tốc độ, vọt thẳng đến bách luyện chi địa thứ 5. Đây tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Chương 88, kiếm vực bên trong, ta vì chúa tể. Không ai từng nghĩ tới, cái này đến từ Nam vực phân viện Diệp Thu Bạch thực lực đúng là mạnh mẽ như vậy. Quản Tông Ngôn cũng là ánh mắt bên trong tràn đầy khó xử. Hắn vốn định, lấy thực lực của mình, đối chiến Diệp Thu Bạch hẳn là thành thạo điêu luyện. Coi như áp chế cảnh giới cũng là như thế. Nhưng nào biết được, đối phương cầm trong tay kiếm gỗ, liền dễ như trở bàn tay đem hắn công kích hóa giải. Mà nhìn Diệp Thu Bạch bộ dáng, hiển nhiên cũng không có sử dụng toàn lực. Nghĩ tới đây, Quản Tông Ngôn quát khẽ một tiếng, dưới chân bị gió nâng lên, có chút đạp mạnh. Trong chớp mắt liền tới đến Diệp Thu Bạch phụ cận. Nhanh như gió. Đồng thời, trường kiếm trong tay cũng là đột nhiên chém ra. Trường kiếm kia, đúng là ở trong không gian hóa thành một đạo lại một đạo tàn ảnh. Hướng phía Diệp Thu Bạch chém tới. Đối mặt với kiếm ảnh đầy trời, Diệp Thu Bạch cũng không có bối rối ứng đối. Trong thần sắc không có nửa điểm gợn sóng. Trong tay kiếm gỗ cũng không có vung ra, chỉ là tiến lên trước một bước. Kiếm y kia liền trực trùng vân tiêu. Tản mát ra trận trận kiếm ngân vang thanh âm. Mà kia ngút trời kiếm ý, phảng phất hóa thành một đạo phòng ngự hàng rào. Kiếm ảnh đầy trời đứng tại trên đó, không có bất kỳ cái gì tổn hại. Tương phản, Quản Tông Ngôn thì là bị đạo kiếm ý kia hàng rào phản chấn, nhanh lùi lại mà đi. Kiếm ý đại thành người, là vì đại kiếm sư. Kiếm ý đại thành, cái này Diệp Thu Bạch đúng là một đại kiếm sư. Trước đó liền nghe đến tin tức này, còn tưởng rằng là giả. Nhưng còn trẻ như vậy đại kiếm sư, ai có thể tin a? Có kiếm tu cuối cùng cả đời, cũng vô pháp đạt đến đại kiếm sư tình trạng. Nhưng Diệp Thu Bạch đâu? Mới khí hải cảnh trung kỳ, cũng đã đạt đến một bước này. Kiếm đạo thiên phú, chỉ sợ trong thư viện không người có thể so sánh. Bây giờ, đám người cũng có thể lý giải, vì sao học viện sẽ đem Quản Tông Ngôn danh ngạch hủy bỏ. Ngược lại đem tư cách cho Diệp Thu Bạch. Dù sao, lấy Diệp Thu Bạch kiếm đạo thiên phú, xác thực càng thích hợp tiến về ẩn kiếm tông. Quản Tông Ngôn hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Diệp Thu Bạch một tay cầm kiếm gỗ, kiếm ý hoành thiên. Nhìn về phía Quản Tông Ngôn, thản nhiên nói, lại áp chế cảnh giới, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Diệp Thu Bạch nói tới chính là sự thật. Kiếm ý đại thành, Diệp Thu Bạch thực lực thẳng bức càn nguyên cảnh. Quản Tông Ngôn trầm mặt, giờ phút này, hắn cũng không đoái hoài tới mặt mũi. Nếu như thua, chỉ sợ càng mất mặt. Cảnh giới không còn áp chế. Càn nguyên cảnh trung kỳ khí tức, hoàn toàn bộc phát. Bây giờ, Quản Tông Ngôn đã không còn giữ lại. Thiên phú của ngươi xác thực so ta mạnh hơn. Quản Tông Ngôn khí thế không ngừng ép hướng Diệp Thu Bạch, ánh mắt bên trong tràn đầy đạm mạc, nói, về sau ngươi cũng có cơ hội siêu việt ta, nhưng không phải hiện tại. Khí tức ở trong không gian sinh ra tiếng oanh minh. Lúc này, một đạo ngay sau đó một đạo gió lốc quay chung quanh cái này Quản Tông Ngôn xoay tròn. Mà tại kia từng đạo gió lốc bên trong, đúng là có từng chuôi sắc bén đoản kiếm. Kia từng chuôi đoản kiếm, đều là từ kiếm ý biến thành. Đây là Quản Tông Ngôn am hiểu chiêu thức. Phong chi ý cùng kiếm chi ý hoàn mỹ dung hợp. Phải biết, đạo ý dung hợp đều phi thường khó khăn. Liền lên phương chấp pháp đường trưởng lão thấy cảnh này, cũng không nhịn được cảm khái. Quản Tông Ngôn, không phụ tàng đạo thư viện tổng viện thiên kiêu chi danh. Chỉ tiếc, Diệp Thu Bạch so với hắn càng thêm yêu nghiệt. Thấy cảnh này, Diệp Thu Bạch trong mắt không thấy mảy may bối rối. Kiếm ý như là hóa thành một đạo dòng sông, phóng lên tận trời. Lập tức, có tứ tán rơi xuống. Kia từng đạo kiếm ý, đúng là vây lồng toàn bộ Yến Vân Đài. Quản Tông Ngôn nhìn xem một màn này, hờ hững nói, đem kiếm ý phân tán, uy lực cũng sẽ yếu bớt, cho nên, ngươi một cử động kia có ý nghĩa gì? Diệp Thu Bạch không để ý đến. Chậm rãi, Yến Vân Đài phía trên, bị kiếm ý bao trùm. Đám người cũng rốt cục phát hiện dị thường. Thời khắc này Yến Vân Đài bên trên, phảng phất mỗi một chỗ, đều tràn ngập kiếm ý. Chấp pháp đường trưởng lão dẫn đầu đổi sắc mặt. Ngay sau đó, chính là trên đài Quản Tông Ngôn. Hắn giờ phút này, cảm giác mình quanh thân, đều tràn ngập cái này sắc bén kiếm ý. Phảng phất đây hết thảy đều ở Diệp Thu Bạch trưởng khống ở trong. Kiếm vực, Diệp Thu Bạch tại kiếm phong trên vách đá lĩnh ngộ truyền thừa. Cố làm ra vẻ, Quản Tông Ngôn không tin vẻn vẹn chỉ là khí hải,
cảnh Diệp Thu Bạch có thể gây ra sóng gió lớn lao gì. Kia từng đạo kiếm ý gió lốc theo Quản Tông Môn quát khẽ, hướng phía Diệp Thu Bạch quét sạch mà đi. Diệp Thu Bạch nhìn xem một màn này, mặt không đổi sắc, lật bàn tay một cái. Kiếm vực liền tựa hồ bị khởi động, vô số kiếm ý tựa như mạng nhện, đem kia từng đạo kiếm ý gió lốc bao lồng. Đồng thời, kia bốn phía kiếm ý cũng tại thời khắc này chém về phía Quản Tông Ngôn. Kiếm vực bên trong, Diệp Thu Bạch vì tuyệt đối chúa tể. Kiếm ý ở khắp mọi nơi. Chỉ cần Diệp Thu Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy ý chỉ huy kiếm vực bên trong kiếm ý công kích. Mà kia từng đạo kiếm ý gió lốc, vậy mà tại giờ khắc này, trực tiếp bị kia từng đạo kiếm ý chôn vùi, thậm chí chiếm đoạt. Quản Tông Ngôn nhìn xem một màn này, đồng dạng không kịp nghĩ nhiều, kiếm ý ầm vang bộc phát, muốn nhờ vào đó đến đối kháng Diệp Thu Bạch kiếm vực. Thế nhưng là, đương kiếm ý bộc phát thời điểm, Quản Tông Ngôn liền cảm nhận được kiếm ý của mình thật giống như bị áp chế. Đây là có chuyện gì? Chỉ có Diệp Thu Bạch minh bạch. Tại kiếm này vực bên trong, tất cả kiếm tu kiếm ý hoặc là kiếm đạo công pháp đều sẽ bị áp chế. Chỉ có thực lực đối phương viễn siêu với hắn thời điểm mới có thể lấy lực phá đi. Có thể nói, kiếm này vực là tranh đối kiếm tu một đạo lĩnh vực. Lúc này, Diệp Thu Bạch bàn tay lần nữa huy động. Kia thao thiên kiếm ý hội tụ thành kiếm ý trường hà, hướng phía Quản Tông Ngôn quét sạch mà đi. Đối mặt với vô tận kiếm ý, Quản Tông Ngôn gầm thét một tiếng, càn nguyên cảnh trung kỳ thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Đấm ra một quyền, như là cuồng phong oanh minh. Ầm ầm, Yến Vân Đài bên trên lập tức tạo thành lưỡng cực phân hóa chi thế. Một bên là cuồng phong quét sạch, một bên khác thì là kiếm ý trường hà. Mọi người thấy một màn này đều là mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Diệp Thu Bạch lại có thể cùng Quản sư huynh chiến đến loại trình độ này? Không đúng, các ngươi cẩn thận cảm thụ, Quản sư huynh khí tức rõ ràng bị áp chế. Cuồng phong gào rít giận dữ. Thời gian dần trôi qua, bị kiếm ý trường hà không ngừng nghiền nát. Quản Tông Ngôn sắc mặt trắng bệch. Một kích này, hắn đã sử dụng toàn lực, nhưng hôm nay vẫn như cũ không cách nào đánh bại Diệp Thu Bạch, ngược lại bị áp chế. Đây đối với hắn là một loại đả kích thật lớn. Ta nhận thua. Theo vừa mới nói xong, cuồng phong biến mất. Diệp Thu Bạch phất phất tay, kiếm kia vực cũng là tiêu tán không thấy. Tại cái này Yến Vân Đài bên trên, Diệp Thu Bạch tổng cộng kinh lịch 2 trận chiến đấu. Trận đầu, quyết sinh tử, đem Hoàng Trinh Chiến chém giết. Trận thứ 2, chắn danh ngạch, đánh bại Quản Tông Ngôn. Cái này 2 trận chiến đấu cũng làm cho Diệp Thu Bạch thanh danh triệt để truyền khắp toàn bộ Tàng Đạo Thư Viện. Cái này đến từ Nam Vực Phân Viện đệ tử, lấy khí hải cảnh, nghiền ép càn nguyên cảnh cường giả. Diệp Thu Bạch nhạt nhìn Quản Tông Ngôn một chút, nhảy xuống. Rời đi nơi đây. Hướng phía Bách Luyện Chi Địa đi đến. Cùng Quản Tông Ngôn một trận chiến, Diệp Thu Bạch hoàn toàn chỉ là nghĩ thử một lần kiếm vực, uy thế đến cùng như thế nào. Mọi người thấy Diệp Thu Bạch bóng lưng, mắt lộ ra sùng kính. Một bên khác, viện trưởng đạt được tin tức này, không nhịn được cười một tiếng, đến lúc đó Diệp Thu Bạch đi ẩn kiếm tông, đoán chừng bên kia cũng sẽ dọa nhảy dựng a. Ta Tàng Đạo Thư Viện ra như thế một cái kiếm đạo yêu nghiệt. Chương 89, Thanh Kiếm Damocles. Lạc Nhật Vương Triều. Tin tức liên quan tới Diệp Thu Bạch đã bị Hoàng Thiên Minh biết được, đem Bách Luyện Chi Địa xếp hạng thứ nhất, càn nguyên cảnh trung kỳ Quản Tông Ngôn đánh bại, lại một lần vượt cấp nghiền ép. Nghe được tin tức này, Hoàng Thiên Minh sắc mặt càng thêm âm trầm. Nhìn xem tại trong tiểu viện ngẩn người Khương Thiền, giờ phút này, trong lòng của hắn đã tràn đầy ý hối hận. Vì một nữ nhân, đắc tội một cái yêu nghiệt, thật đáng giá a. Không, Hoàng Thiên Minh cắn răng. Ngay lúc đó Diệp Thu Bạch, lại nào có loại thiên phú này. Bây giờ bất quá là trưởng thành thôi. Chỉ là không có đem hắn bóp chết trong trứng nước thôi. Nói xong, Hoàng Thiên Minh quay người rời khỏi nơi này. Diệp Thu Bạch muốn tiến về ẩn kiếm tông. Vậy liền trước khi đến ẩn kiếm tông trên đường, đem nó toàn lực chém giết. Tại cái vị diện này bên ngoài là vô ngân tinh không, mà cả hai kết nối chỗ là một mảnh tổn hại không chịu nổi tinh lộ. Tại tinh lộ phía trên có năm nhân ảnh lẳng lặng nhìn tinh lộ phía dưới vị diện. Cái kia trận pháp chúng ta có thể phá a? Chân thân giáng lâm, có lẽ có thể. Năm người nhớ tới trước đó cái kia đạo trận pháp, tâm thần cũng không khỏi một trận rung động. Kia là đến từ linh hồn run rẩy. Ta là đề nghị không đi quản, dù sao hắn cũng không có biểu thị muốn đối địch với chúng ta. Ai có thể biết ý đồ của hắn? Loại thực lực đó, chỉ sợ không phải cái này mãng hoang chi địa người. Chẳng lẽ lại, hắn mục đích cùng chúng ta đồng dạng? Bất kể như thế nào, tạm thời quan sát đi, nghĩ nghĩ, cũng đã nhanh đến thời gian, đến lúc đó, liền bắt đầu thực hành kế hoạch. Minh Bạch, vừa mới nói xong, 5 người biến mất ngay tại chỗ. Phảng phất chưa từng xuất hiện, bỏ không kia một mảnh sụp đổ tinh lộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tại vô ngân tinh không ở trong, có một đạo thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chi vật hướng phía bên này,
nhanh chóng đánh tới. Tinh không bên trong, phàm là bị va chạm chi vật, đều bị hắc hỏa ăn mòn, thiêu đốt hầu như không còn. Mà giờ khắc này, cái này đoàn không biết hắc hỏa đúng là trực tiếp xuyên qua sụp đổ tinh lộ, xuyên qua kết giới, rơi đập đến trong đại lục. Cái này khẽ động tĩnh, cũng không có quá lớn, không có phá hư đại lục bất luận cái gì một vật. Đoàn kia không biết hắc hỏa đã rơi vào trung vực bên trong. Hắc hỏa tiêu tán, là cùng nhau xem đi lên cực kỳ đá bình thường. Mà tảng đá bên trong, một cái cánh tay xuyên thấu mà ra. Nam vực, thảo đường, Lục Trường Sinh vừa cho những cái kia hoa hoa thảo thảo tưới xong nước, kia đã lâu thanh âm rốt cục nhớ tới. Túc chủ phát động nhiệm vụ, mời tiến về trung vực thu đổ tính danh, không biết thiên phú, cấp SSS tư chất, thiên ma chi thể, ma vương chuyển thế, thành đế chi tư ma vương. Lục Trường Sinh sững sờ, nói, cái này thế nào lại là thành đế chi tư? Làm sao cảm giác những đệ tử này đều so ta muốn châu tất một chút? Vậy ta là cái gì thể chất a? Ta có nghe hay không rất lợi hại thể chất? Hệ thống, không có nghe được cái này băng lãnh lạnh thanh âm, Lục Trường Sinh không nói gì. Phế vật đúng là chính ta. Lắc đầu thở dài, nói ra, thôi thôi, đồ đệ lợi hại là được rồi. Dù sao ta cũng sẽ không giống Diệp Thu Bạch tiểu tử kia, khắp nơi trêu chọc thị phi. Nói xong, liền biến mất ở nguyên địa, tiến về trung vực. 2 ngày thời gian đã qua, Diệp Thu Bạch tại trong 2 ngày này, tại Bách Luyện Chi Địa Trung thành công phá vỡ Quản Tông Ngôn ghi chép, đi tới 49 tầng. Trên tấm bia đá, Quản Tông Ngôn thứ tự cũng bị Diệp Thu Bạch thay thế. Mà một màn này, đám người gặp cũng cảm thấy đương nhiên. Dù sao Diệp Thu Bạch lúc ấy thế nhưng là nghiền ép Quản Tông Ngôn. Hôm nay, Diệp Thu Bạch cũng sắp xuất phát tiến về Ẩn Kiếm Tông. Tuy hành chính là một nội viện trưởng lão, thực lực vì càn nguyên cảnh trung kỳ. Mà đổi thành bên ngoài một người chính là Lương Phong. Hiển nhiên, Lương Phong cũng nghe nói Diệp Thu Bạch chiến tích, nói với hắn, đến Ẩn Kiếm Tông, người ta luận bàn một chút. Diệp Thu Bạch nhẹ gật đầu, biểu thị đáp ứng. Một bên nội viện trưởng lão cười nói, tốt, chúng ta lên đường đi. Lập tức, trưởng lão tay khẽ vẫy. Một chiếc cỡ nhỏ thuyền liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. 3 người thừa đi lên, liền hướng phía Ẩn Kiếm Tông phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Diệp Thu Bạch ngồi xếp bằng. Con đường tu hành bên trên, chỉ dựa vào thiên phú cũng là vô dụng. Muốn đạp vào cảnh giới cao hơn, cố gắng cũng là không thể thiếu. Đương nhiên, không có thiên phú cũng là tuyệt đối không thể. Trưởng lão nhìn xem một màn này, không khỏi nhẹ gật đầu. Thiên phú như vậy, vẫn không có tâm cao khí ngạo. Bực này tâm tính, chính là thượng phẩm. Tại trải qua Thái Bạch Sơn Mạch thời điểm, trưởng lão đột nhiên thần sắc biến đổi, nhìn về phía trước. Diệp Thu Bạch cùng Lương Phong 2 người cũng là lần lượt đánh gãy tu luyện, mở mắt ra. Tại thuyền phía trước, đứng đấy 5 người. Mà tại 5 người sau lưng, thì là đen nghịt một bọn người bầy. Đám người kia đều là cưỡi huyết sắc ngựa, cầm trong tay trường thương, người khoác chiến giáp. Diệp Thu Bạch 2 mắt nhắm lại. Hắn đối chi quân đội này không thể quen thuộc hơn nữa. Chính là Lạc Nhật Vương Triều Tu La Thiết Kỵ. Tại kia Tu La Thiết Kỵ hậu phương, Hoàng Thiên Minh thần sắc âm trầm, nhìn về phía Diệp Thu Bạch trong mắt tràn đầy sát ý. Lương Phong nhìn về phía Diệp Thu Bạch, nói, tranh đối ngươi. Diệp Thu Bạch khẽ gật đầu một cái. Nội viện trưởng lão thì là quát khẽ nói, Tàng Đạo Thư Viện thuyền các ngươi Lạc Nhật Vương Triều cũng dám chặn đường. Ở trong mắt Tàng Đạo Thư Viện, Lạc Nhật Vương Triều mặc dù mạnh, nhưng vẫn như cũ không kịp bọn hắn. Đặt ở ngày xưa, Lạc Nhật Vương Triều cũng không có cái này gan. Hoàng Thiên Minh đối nội viện trưởng lão xa xa khẽ khom người, ngữ khí điềm nhiên nói, hôm nay là ta Lạc Nhật Vương Triều cùng Diệp Thu Bạch ân oán cá nhân, mong rằng quý viện chớ có nhúng tay. Nội viện trưởng lão thần sắc giống vậy lạnh lùng, nói, Diệp Thu Bạch chính là ta Tàng Đạo Thư Viện học viên. Ngươi động hắn, tự nhiên là tại đối với chúng ta Tàng Đạo Thư Viện động thủ. Dù sao Diệp Thu Bạch thiên phú thực lực yêu nghiệt như thế, nội viện trưởng lão căn bản không cần nghĩ, khẳng định phải ra sức bảo vệ Diệp Thu Bạch. Huống chi, Lạc Nhật Vương Triều thực lực còn xa xa với không tới bọn hắn Tàng Đạo Thư Viện. Hoàng Thiên Minh lại lắc đầu nói, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đắc tội. Hắn lại tới đây, chính là muốn cầm xuống Diệp Thu Bạch trên cổ đầu người. Nếu như Diệp Thu Bạch bất tử, ngày khác, tất thành Lạc Nhật Vương Triều tai họa ngầm. Bây giờ, Diệp Thu Bạch thật giống như treo tại Lạc Nhật Vương Triều trên đầu thanh kiếm Damocles. Đến thời cơ thích hợp, chuôi này thanh kiếm Damocles liền sẽ đem Lạc Nhật Vương Triều chảm diện. Hoàng Thiên Minh không muốn nhìn thấy một màn này. Cho nên, hắn mới không để ý Tàng Đạo Thư Viện thế lực, cũng muốn đem Diệp Thu Bạch cưỡng ép chém giết. PS, 4 canh, đánh giá cao mình. Từ buổi sáng 8 điểm viết đến bây giờ cũng mới viết chương 4. Chương 90, nhận lấy ban thưởng, man hoang thánh thể. Thời gian đi trở về, trung vực, Thái Bạch Sơn Mạch. Tại dãy núi chỗ sâu, có một chỗ bị hắc hỏa đốt cháy chi địa. Nơi đây, chung quanh cây cối đều bị hắc hỏa đốt diệt.
mà ở mảnh này than cốc mặt đất ở giữa, có một khối đen xì cự thạch. Bỗng nhiên, một đạo bạch bào nam tử đi tới cự thạch trước, vuốt cằm nói, a, hệ thống định vị phương vị chính là chỗ này a, bất quá làm sao lại là một khối đá. Người tới chính là Lục Trường Sinh. Đang lúc Lục Trường Sinh tiếng nói vừa dứt, cự thạch bên trong, có một cánh tay từ đó bỗng nhiên phá thạch mà ra. Kia hắc thạch cũng xuất hiện một đạo có một đạo khe hở. Thấy thế, Lục Trường Sinh giật mình, cái này, không phải là hầu tử a. Đi ra phía trước, cảm thụ được trong đó sinh mệnh khí tức, cực kỳ tràn đầy. Thậm chí, Lục Trường Sinh có thể loáng thoáng cảm nhận được, tại cái này hắc thạch ở trong, có một đạo tim đập thanh âm. Phanh, phanh, ầm. Nương theo lấy hắc thạch khe hở mở rộng, kia cỗ tim đập thanh âm cũng càng thêm biến lớn. Mà theo cái này tim đập thanh âm càng lúc càng lớn, cái này Thái Bạch Sơn mạch bên trong ma thú cũng tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng. Phát ra từng đợt tiếng giống giận dữ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thái Bạch Sơn mạch bên trong tiếng giống liên miên không ngừng. Thậm chí, thực lực thấp ma thú tựa hồ chịu không được đạo này tim đập thanh âm, đúng là bạo thể mà chết. Lục Trường Sinh thấy thế, không khỏi hơi kinh hãi. Chính mình cái này đồ đệ, giống như không bình thường lắm. Lúc này, hắc thạch khe hở đã càng lúc càng lớn. Một cái tay khác cũng từ đó nhô ra. Ngay sau đó, từng đạo khí huyết chi lực phóng lên tận trời. Hắc thạch bắt đầu run rẩy kịch liệt. Lục Trường Sinh thấy thế, phất phất tay, một đạo kết giới như là lưới đánh cá vung ra, đem nơi đây động tĩnh phong ấn. Ngoại giới người tuyệt đối không thể dò xét trong đó. Cường đại như thế khí huyết chi lực, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến quanh mình ma thú. Lục Trường Sinh có chút chờ mong, tên đồ đệ này sẽ là thế nào một người. Thời gian một nén nhang quá khứ, trong kết giới khí huyết chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc. Tim đập thanh âm tựa như nổi trống trận trận, lôi âm cút cút. Kia hắc thạch khe hở cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng, trải rộng toàn bộ hắc thạch. Tại Lục Trường Sinh ánh mắt mong đợi ở trong, hắc thạch vỡ tan. Định nhãn nhìn lại, là một thân trần nam tử. Cùng Lục Trường Sinh suy nghĩ tương phản, nam tử thân hình nhìn qua có chút yếu kém. Tướng mạo bình thường, có chút chất phác. Nếu như dứt bỏ kia quanh thân giống như thực chất khí huyết chi lực, kia nhìn qua cũng liền không có gì đặc biệt địa phương. Đã nói xong thiên ma chi thể đâu? Cái này yếu kém thân hình ngươi nói với ta thiên ma chi thể. Nhà ngươi thiên ma dáng người như thế gầy gò. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Bất quá, còn may là người. Muốn thật đến cái hầu tử, kia đến lúc đó hắn đoán chừng không được an bình. Giờ phút này, nam tử mở mắt, lần đầu tiên, liền thấy được Lục Trường Sinh. Cái này, bên trong là, nghe được lời nói này, Lục Trường Sinh sững sờ. Ngươi là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Khá lắm, đây là mất trí nhớ rồi. Lục Trường Sinh thử thăm dò, ngươi không biết mình là làm sao tới được nơi này. Nghe vậy, nam tử lắc đầu. Vậy ngươi kêu cái gì? Trước đó, hệ thống tuyên bố thu đổi nhiệm vụ thời điểm, đều sẽ cáo chi danh tự của người kia là cái gì? Kết quả lần này trực tiếp tới cái tính danh không biết. Nam tử ánh mắt mở mịt, gãi đầu một cái, nói, danh tự, ta giống như cũng không nhớ gì cả. Thấy thế, Lục Trường Sinh cũng không tiếp tục hỏi. Đưa tay ra, cười nói, vậy ngươi muốn hay không bái ta làm thầy? Bái sư. Nam tử nhìn xem Lục Trường Sinh, hơi sững sờ. Lập tức nhẹ gật đầu, nói, được. Nói xong, nam tử theo bản năng liền quỳ trên mặt đất, nói, bái kiến sư tôn. Lục Trường Sinh cũng mãn y nhẹ gật đầu. Ngươi không có danh tự, ta cũng không tốt xưng hô ngươi. Đã ngươi từ cái này hắc thạch bên trong đụng tới, vậy liền bảo ngươi tôn ngộ. Ngạch, không đúng, liền bảo ngươi tiểu hắc đi. Nghe vậy, nam tử nhẹ gật đầu, gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra chất phác thiếu dung. Nói, sư tôn nói cái gì, kêu cái gì, ta gọi cái gì. Lúc này, trong óc cũng chuyển tới nhiệm vụ hoàn thành thanh âm. Chúc mừng túc chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ, hiện tại cấp cho thu đồ ban thưởng cửu thiên ma kích, vạn cổ ma thể túc chủ thu hoạch được, man hoang thánh thể phải chăng nhận lấy Lục Trường Sinh xem xét. Cửu thiên ma kích chính là một thanh có thể không ngừng thăng cấp phẩm giai vũ khí. Bây giờ chính là thiên giai đỉnh phong. Mà vạn cổ ma thể thì là một môn luyện thể ma công. Về phần mình đạt được man hoang thánh thể, chính là cái này vạn duy trong vũ trụ, có thể xưng nhục thân thể chất vô địch. Còn giống như rất châu, nhận lấy. Vừa mới nói xong, Lục Trường Sinh thể nội trong nháy mắt sinh ra kinh thiên động địa biến hóa. Khí huyết tại kinh mạch bên trong, giống như ngập trời sóng biển. Cuồn cuộn gào thét, tiểu hắc nhìn xem thời khắc này Lục Trường Sinh, thần sắc giật mình. Liền ngay cả quanh người hắn khí huyết chi lực, cũng bị Lục Trường Sinh trong nháy mắt áp chế. Lục Trường Sinh mắt nhìn nắm đấm của mình, thần sắc hơi nghi hoặc một chút, ngạch, giống như không có cảm giác gì. Bất quá cũng không trách Lục Trường Sinh không có cảm giác. Chỉ là bản thân Lục Trường Sinh thể chất liền đã đạt đến đỉnh phong. Bây giờ mặc dù lại lần nữa tăng cường,
cũng sẽ không quá lớn cảm giác. Quản hắn. Lục Trường Sinh lắc đầu, đem kia cửu thiên ma kích lấy ra, đưa cho Tiểu Hắc, nói, cái đồ chơi này ngươi về sau cầm làm vũ khí đi. Tiểu Hắc cũng không có cự tuyệt, hai tay tiếp nhận, chất phác cười nói, đa tạ sư tôn. Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, sau đó lại một chỉ điểm tại Tiểu Hắc chỗ mi tâm. Đem vạn cổ ma thể phương pháp tu luyện giao cho Tiểu Hắc. Phát động dưỡng thành nhiệm vụ, trợ giúp Tiểu Hắc giải trừ thiên ma chi thể phong ấn, tìm về Tiểu Hắc mảnh vỡ ký ức trong lúc đó, không thể cưỡng ép bài trừ phong ấn. Nghe đến đó, Lục Trường Sinh có chút im lặng. Giải trừ phong ấn còn dễ nói. Dựa theo sáo lộ tới nói, chỉ cần Tiểu Hắc thực lực của mình đạt tới một cảnh giới, tự nhiên mà vậy liền có thể phá vỡ. Về phần tìm về mảnh vỡ ký ức, hắn thế nào biết? Nghĩ tới đây, Lục Trường Sinh cũng đành phải bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Được rồi, chúng ta trở về đi. Chấm đen nhỏ một chút đầu, đi theo Lục Trường Sinh phía sau. Thời gian đi vào hiện tại. Thái Bạch Sơn mạch phía trên. Diệp Thu Bạch nhìn trước mắt huyết sắc đại quân. Phía trước năm người kia bên trong, liền có hai cái người quen biết cũ. Một cái là võ bảng xếp hạng thứ 27 Phạm Kính Nhiêu. Một người khác chính là xếp hạng thứ 7 Minh Công Công. Còn có ba người khác, cũng không cần suy nghĩ nhiều, khẳng định là võ bảng bên trên nhân vật. Hoàng Thiên Minh nhìn xem Diệp Thu Bạch, mang trên mặt sát ý, cười lạnh nói, Diệp Thu Bạch, ta thừa nhận, thiên phú của ngươi để cho ta cảm nhận được sợ hãi. Cho nên, ta đặc địa vì ngươi an bài như thế lớn phô trương. Ngoại trừ Phạm Tiền Bối cùng Minh Công Công, ba người khác đều là ta hoàng cung cung phụng. Trong đó hai người, càng là võ bảng xếp hạng thứ 24 cùng 30 tồn tại. Năm tên võ bảng cường giả, lại thêm tu la thiết kỵ, giết ngươi hẳn là đủ đi.